bảo vệ cơ thể của mình trước sự tấn công của các gốc tự do. Mà gốc tự do là cái nguyên nhân hàng đầu gây nên cái sự lão hóa ở trong tế bào của chúng ta. Mà tế bào bị lão hóa thì cơ thể chúng ta sẽ sao ạ? Lão hóa theo ạ. Mà cơ thể lão hóa rồi các anh muốn không theo gì? Không ạ. Sẽ có rất là nhiều những cái vấn đề mà chúng ta gặp phải tuổi già sẽ đến sớm hơn so với chúng ta. Do vậy thì chúng ta sẽ cần tìm hiểu thêm một tí xíu về cái vai trò của chất chống oxy hóa cũng như là tác hại của gốc tự do. Thông qua cái hình ảnh quả táo các anh chị đây, thông thường khi mà các chị mình ngọt táo xong á, các anh chị mình để nguyên như vậy ngoài trời á, khoảng 3-4 tiếng đồng hồ sau thì quả táo sẽ có phản ứng gì ạ? Nó bị oxy hóa và có xu hướng bị sao ạ? Thâm đen đi ạ. Bây giờ các chị không muốn nó bị thâm đen thì các chị sẽ làm gì ạ? Dạ đúng rồi, em không muốn ăn luôn tại chỗ à. Nhưng mà bây giờ tiện 5 giờ chiều mình mới rải à, nhưng mà mình còn 3 giờ chiều các anh chị. Và chúng ta muốn làm sao cho hạn chế cái sự thâm của quả táo, chúng ta phải làm gì ạ? Có thể mình ngâm vào trong cái thùng nước đúng không các anh chị? Đó, thâm trong nước chúng ta có thể phát một ít nước chanh ở trên đó đúng không ạ? À? Vâng, đúng vậy ạ. Thì đây chính là cái nửa quả táo các anh chị, Hằng cũng cắt ra luôn ạ. Nhưng mà Hằng đã kịp thời Hằng phát đi một cái lát nước chanh ở trên cái bề mặt quả táo các anh chị. Và trong vòng 3-4 tiếng đồng hồ, nửa quả táo bên phải Hằng không có bắt cái gì lên trên, Hằng để tự nhiên. Nửa quả táo bên trái thì Hằng phát cái biết nước chanh ở trên này các anh chị. Thì các chị quan sát thấy rằng là cái bề mặt quả táo, hai nửa quả táo này có xu hướng sao ạ? Hoàn toàn khác nhau. Nửa bên phải thì bị gì ạ? Bị thâm. Chứ còn nửa bên trái thì là bị gì? Có hiện tượng gì ạ? Nó vẫn có hiện tượng sáng hơn, nó ít bị thâm hơn các chị. Vậy là nhờ đâu ạ? Nhờ có gì ạ? Nhờ chanh các chị. Chanh đó được mệnh danh là chất chống oxy hóa à. Và các chị cứ hình dung là oxy ở trong không khí của chúng ta có nhiều không ạ? Nhiều. Và dưới tác dụng của ánh nắng mặt trời đó ạ, thì oxy nó sẽ trở thành gốc tự do các anh chị. Và khi đã trở thành gốc tự do có nghĩa là sao? Có nghĩa cái phân tử đó nó có những cái electron ở nước ngoài cùng đó các anh chị. Và dưới tác dụng của ánh nắng mặt trời, những bức xạ thì cái electron nước ngoài cùng đó nó bị căng ra ngoài các anh chị, và nó sẽ tạo nên gốc tự do. Và khi nó đã thành gốc tự do rồi thì nó sẽ có xu hướng cướp các cái điện tử, những cái electron khác từ các cái vật thể mà nó tiếp xúc các anh chị. Ví dụ như trên cái bề mặt quả táo này các anh chị, thì nó sẽ cướp cái điện tử của bề mặt quả táo thì thứ phân tử A đi ạ. Gốc tự do oxy cướp một điện tử từ phân tử A trên bề mặt quả táo ạ. Thì phân tử A sẽ trở thành gì ạ? Gốc tự do. Sau đó gốc tự do A nó lại cướp tiếp cái điện tử từ phân tử B bên cạnh nữa các anh chị. Thì phân tử B trở thành gì ạ? Gốc tự do. Cái quá trình mà cướp E trong liên tục đó nó tạo nên cái phản ứng oxy hóa các anh chị. Nên các chị thấy là cái bề mặt quả táo này của chúng ta lúc đầu sẽ thâm ít ít ạ. Dần dần cái lớp thâm nó sẽ sao ạ? Nó sẽ lan ra từ từ nhiều hơn các anh chị. Và để mà chống lại cái phản ứng của oxy đó bằng cách là chúng ta bổ sung lên đây là cái chất chống oxy hóa là nước chanh. Nước chanh đó trong nó có chứa rất là nhiều vitamin gì ạ? Vitamin C các anh chị. À, đó chính là lý do mà tại sao chúng ta cần phải bổ sung thêm chất chống oxy hóa. Và có thể nói thì ngày nay á, các anh chị tiếp xúc gốc tự do nhiều hay ít hơn so với thời ông bà cha mẹ chúng ta từ trước ạ? Nhiều hơn các anh chị. Môi trường có xu hướng gì ạ? Ô nhiễm nhiều hơn ạ. Các anh chị có xu hướng gì ạ? Dễ bị căng thẳng stress nhiều hơn đúng không ạ? Vâng vâng, có rất là nhiều những cái yếu tố ạ. Rồi nhiều khi các anh chị mình tiếp xúc với lại khói thuốc lá, hoặc là các anh chị mình bị mất ngủ vân vân các anh chị, nó đều hình thành nên rất là nhiều gốc tự do ạ. Và khi càng nhiều gốc tự do như vậy thì nó sẽ có xu hướng gì ạ? Đây chính là tế bào của chúng ta này các anh chị. Thì trong tế bào của chúng ta thì nó sẽ có đây là gì ạ? Nhân tế bào ạ. Trong nhân tế bào sẽ có chứa gen. Và khi gốc tự do đã tấn công vào trong tế bào của chúng ta, chẳng hạn tấn công vào màng tế bào ạ, sau đó nó tấn công vào trong cái phần nội bào và thậm chí tấn công vào trong nhân tế bào, thì nó sẽ làm cho tế bào trong cơ thể của chúng ta nó còn bình thường nữa không ạ? Không ạ, nó sẽ không còn bình thường được nữa ạ. Và khi nó không còn bình thường thì chức năng của tế bào hoạt động không còn tốt nữa ạ, và từ đó dẫn đến cái quá trình lão hóa trong cơ thể của chúng ta. Nhưng mà rất may là chúng ta có các chất gì ạ? Chống oxy hóa, giống như là nước chanh gì đó các anh chị. Thì chất chống oxy hóa nó làm nhiệm vụ gì ạ? Gốc tự do thì bị thiếu đi một điện tử ạ. Cho nên chất chống oxy hóa có nhiều cái điện tử, nó sẵn sàng nhường cái điện tử cho gốc tự do các anh chị, để cho gốc tự do nó có bạn có bè rồi, nó không còn bị cướp bóc phá người ta nữa các anh chị ạ. Và chất chống oxy hóa để làm hai nhiệm vụ chính ạ. Một là nó sẽ phủ ở trên cái bề mặt tế bào này các anh chị, nó giống như là một cái hậu vệ gì đó các anh chị, ngăn không cho gốc tự do tấn công các anh chị, phòng thủ ạ. Hai là những chất chống oxy hóa nó có khả năng đi dùng sụp các cái gốc tự do, các chị khóa tay khóa chân gốc tự do lại, không cho gốc tự do tấn công tế bào của mình ạ. Như vậy thì gốc chống oxy hóa có hai nhiệm vụ chính là: một
là đi khóa tay khóa chân nó bị lo lại giống như tiền đạo vậy anh chị ha. Hai là giống như là gì ạ? Giống như hậu vệ để bảo vệ tế bào của chúng ta các anh chị. Đó chính là cái vai trò của chúng chống oxy hóa. Vậy thì tốt các chị, các chống oxy hóa có nhiều ở đâu ạ? Trong đâu ạ? Trái cây, rau củ quả, đặc biệt các loại trái cây và rau củ quả càng có nhiều màu sắc thì càng giàu gì ạ? Càng giàu chất chống oxy hóa. Vậy làm thế nào mà các chị muốn biết được chất chống oxy hóa trong cơ thể chúng ta là đã đủ hay chưa nha chị? Làm thế nào các chị biết ạ? Nhưng mà trước khi mà có scanner các anh chị muốn đo được á, thì chắc chắn là các anh chị phải đi đến những cái phòng kiểm nghiệm mà các anh chị phải lấy mẫu máu á, hoặc các anh chị phải lấy mô da, sau đó các anh chị phải gửi ở phòng kiểm nghiệm á. Sau đó khoảng nửa tháng hay đến một tháng các anh chị mới nhận được kết quả và cái chi phí nó khá là cao các anh chị, bởi vì các anh chị đi gửi mẫu kiểm nghiệm mà thì chính vì như vậy thì cái phương pháp này nó sẽ rất là khó để mà chúng ta có đủ điều kiện để chăm sóc sức khỏe được một cách thường xuyên và liên tục ạ. Thì ở tại Nuskin có một cái công cụ mà dùng để các anh chị mình đo lường được cái chỉ số chống oxy hóa trong cơ thể của các anh chị với một cái biện pháp là không có gây tổn thương cơ thể của mình ạ. Không cần phải lấy mẫu máu hay không cần phải lấy mô da gì cả các anh chị, và đó được ứng dụng bằng cái công nghệ quang phổ Rama nè, có nghĩa là dùng bằng ánh sáng thôi ạ. Nên các anh chị mà muốn trải nghiệm cái thiết bị này thì các anh chị có thể đến đâu ạ? Xuống lầu 1 các anh chị. Ở lầu 1 sẽ có cái thiết bị mang tên là Farnes Biophonic Scanner. Đây là thiết bị chỉ có độc quyền của Nuskin có mà thôi, dùng để đo lường được cái hàm lượng chất chống oxy hóa ở trong cơ thể của các anh chị. Khi mà dự trữ chất chống oxy hóa trong cơ thể các chị càng nhiều thì cái kết quả của các chị sẽ hiện ra sẽ càng sao ạ? Càng lớn ạ. Ngược lại, nếu như mà chỉ số chống oxy hóa trong cơ thể của các chị mà càng thấp các chị thì điều đó đồng nghĩa với chuyện gì ạ? Cơ thể của các chị sẽ dễ bị gốc tự do tấn công, đúng không ạ? Mà khi gốc tự do tấn công thì các chị có xu hướng bị gì ạ? Lão hóa sớm do vậy thì khi mà các chị mà thấp quá các chị phải làm sao? Mình phải bổ sung sao cho cao lên đây các anh chị. Thì khi mà chất chống oxy hóa càng cao, điều đó chứng tỏ là cái mức bảo vệ cơ thể chúng ta càng lớn các anh chị, chúng ta sẽ chậm lão hóa hơn so với những người khác. Và cái mức khuyến cáo mà công ty đưa ra đó chính là các anh chị mình cố gắng mình đưa cái chỉ số của ta từ màu xanh dương trở lên càng tốt ạ. Anh có anh chị nào đây có chỉ số màu xanh dương rồi cho anh xin cái bàn tay ạ? Wow, rất là tốt, và cho chị các chị đều chặt bóng tay các anh chị ha. Màu xanh dương là chỉ số scanner để giúp cho chúng ta chăm sóc được cái sức khỏe của mình được tốt hơn các anh chị. Vậy thì các anh chị thấy rằng để mà chăm sóc sức khỏe của mình phải cần có rất là nhiều phương tiện đúng không ạ? Bóc dáng thì phải đẹp, chỉ số chống oxy hóa thì phải tốt, vân vân ạ. Và đối với lại hệ thống nhà máy, hệ thống chính phủ của chúng ta đó, thì họ cũng có đưa ra một cái bảng gọi là các bạn nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho chúng ta các anh chị. Ví dụ như là một ngày là các anh chị phải ăn được khoảng là 500mg vitamin C hoặc là bao nhiêu mg canxi vân vân các anh chị. Đó là cái nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị ạ. Nhưng mà chỉ có điều có cái là cái nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị đó các anh chị, nó sẽ không có thể nào giúp cho chúng ta đạt đủ được cái lợi ích tốt cho sức khỏe một cách tối ưu các anh chị. Cho nên bên cạnh đó thì chúng ta cần phải bổ sung thêm. Thứ nhất là các chất dinh dưỡng nó phải đảm bảo được các mức khuyến cáo theo như là của từng quốc gia các anh chị khuyến cáo ạ. Cái thứ hai là chúng ta cần phải bổ sung thêm từ cái chế độ ăn uống hàng ngày của chúng ta nữa các anh chị ha. Bổ sung cái gì ạ? Ví dụ như các anh chị có thể bổ sung tăng cường các cái chất chống oxy hóa lên các anh chị. Nhưng mà ví dụ các chị bổ sung bằng cách là mình ăn thêm một trái nho các anh chị, một trái nho liệu là có đủ không ạ? Nhiều khi không đủ các anh chị, nên chắc chắn là chúng ta phải bổ sung, nhưng mà với cái hàm lượng nó phải tốt các anh chị, cái hàm lượng nó phải vừa đủ ạ. Chứ còn mình ăn cái gì cũng chút và nhiều cái lượng không đạt thì nó cũng không đảm bảo được cái sức khỏe tối ưu cho chúng ta. Nên là chúng ta cần phải bổ sung với một cái hàm lượng dinh dưỡng tối ưu những cái hoạt chất thực vật có lợi, từ đó chúng ta mới có một cái nền tảng sức khỏe thực sự là tốt các anh chị. Và đố các anh chị, trong tất cả quốc gia của chúng ta thì quốc gia nào được mệnh danh là có dân số dài thế giới đến điểm hiện nay ạ? Nước nào ạ? Nhật. Các chị có biết tại sao mà Nhật sống lâu không ạ? Vì họ ăn cá. Tập thể dục. Ăn cá đúng không ạ? Tập thể dục, ăn cá, ăn đa dạng các loại thức ăn. Và đặc biệt Nhật là một trong số những cái quốc gia đi tiên phong trong cái ngành thực phẩm chức năng nha anh chị. Họ có lịch sử thực phẩm chức năng phát triển rất là lâu đời nha anh chị ạ. Và ngành thực phẩm chức năng nó đã ra đời để giúp cho chúng ta làm gì ạ? Nó sẽ giúp cho chúng ta cung cấp về dinh dưỡng ạ, giúp thải
độc và giúp bảo vệ cơ thể của chúng ta được tốt hơn nha anh chị. Từ đó ngành thực phẩm chức năng ra đời để giải quyết cho cái câu chuyện nè, đời sống hiện đại cái gì chúng ta không thể nào cung cấp được đầy đủ các chất dinh dưỡng vào trong cơ thể của chúng ta. Và ngành thực phẩm chức năng thì phát triển rất là mạnh mẽ, cho nên các chị bên ngoài thị trường các chị thấy có nhiều nhãn hàng không ạ? Có nhiều nhãn hàng lắm ạ. Cho nên là khi mà chúng ta là người tiêu dùng á thì chúng ta sẽ đặt cho mình một cái mục tiêu, à vậy thì mình nên lựa chọn cái loại thực phẩm chức năng nào để mà tốt cho sức khỏe của chúng ta nha anh chị. Nên chúng ta sẽ có các tiêu chí để lựa chọn thực phẩm chức năng. Thì cái tiêu chí đầu tiên nha anh chị là thứ nhất là chúng ta phải đảm bảo rằng các cái hàm lượng chất dinh dưỡng đó nó phải đạt được cái ngưỡng tối ưu. Tối ưu có nghĩa là sao ạ? Có nghĩa rằng các anh chị có dinh dưỡng khuyến nghị đúng không ạ? Hàng giả sử là A. Đồng thời sẽ có một cái ngưỡng khác, nó được gọi là ngưỡng quá liều nha anh chị. Có nghĩa là khi mà các chị dùng quá cái lượng đó thì cơ thể của các chị sẽ có một số những cái biểu hiện không mong muốn các chị. Hàng giả sử đó là B. Cao gì ạ? Thì cái ngưỡng tối ưu nó sẽ nằm ở giữa ngưỡng khuyến nghị và cái ngưỡng quá liều nha anh chị. Nó sẽ nằm ở giữa đây nha anh chị. À, thì đó chính là cái hàm lượng dinh dưỡng tốt cho cái sức khỏe của chúng ta. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ ưu tiên đến những cái hoạt chất, ví dụ như vitamin chống oxy hóa, vitamin nhóm B. Tại sao Hằng mới đề cập kỹ đến vitamin nhóm B? Tại vì đối với lại chế độ ăn hiện nay của chúng ta, theo các anh chị, chúng ta có bổ sung đầy đủ vitamin B không ạ? Đối với các chị, vitamin B có nhiều ở đâu ạ? Đúng rồi nha chị, trong cám, trong vỏ của những cái loại ngũ cốc nguyên cám nha chị. Như ví dụ như là gạo chúng ta có lớp cám bên ngoài đó ạ. Nhưng mà chúng ta ăn gạo lứt không ạ? Không ạ, đa phần thì ăn cái gì ạ? Ăn gạo trắng ạ. Thì khi mà chúng ta ăn gạo trắng mà không chỉ gạo sát cám không mà còn bị đánh bóng nhiều lần nữa nha anh chị. Đánh bóng nữa nha anh chị. Cho nên là thành ra cái việc mà thiếu một vitamin B đối với lại cơ thể người Việt Nam của chúng ta rất là lớn ạ. Và có một cái đặc điểm nữa đối với các anh chị, vitamin B là vitamin tan được ở trong nước hay tan được ở trong dầu ạ? Tan được trong kéo ạ? Nước hay trong dầu ạ? Trong nước nha anh chị. Mà vitamin mà tan được trong nước có một cái đặc điểm rằng là khi mà chúng ta ăn vào các anh chị, nó không có được, nếu mà còn dư á thì nó không được dự trữ trong cơ thể của mình đâu ạ, mà nó sẽ đào thải ra ngoài muốn tiểu các anh chị. Nó khác với những cái vitamin mà tan trong chất béo, ví dụ như vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K. Khi mà chúng ta ăn vô cơ thể mình xài rồi, còn dư thì nó sẽ được dự trữ trong gan của chúng ta, ví dụ như vậy các anh chị. Để mà khi nào chúng ta thiếu hụt á thì nó sẽ lấy ra sao ạ, nó xài tiếp các anh chị. Nhưng mà vitamin B thì có khả năng dự trữ được không ạ? Không các anh chị. Và vitamin B là một vitamin cực kỳ rất là quan trọng. Não bộ cần vitamin B không ạ? Cần ạ. Chức năng và tim mạch có cần vitamin B không ạ? Rất là cần nha anh chị. Vitamin B là vitamin rất là quan trọng nha anh chị ha. Rồi chúng ta cần phải có những dưỡng chất thực vật khác nữa. Rồi bên cạnh đó các anh chị sẽ thấy rằng cũng là một cái chất đó nha anh chị. Nhưng mà có những sản phẩm các anh chị uống vào khả năng hấp thu rất là tốt ạ. Có những sản phẩm các anh chị uống vào khả năng hấp thu thì không cao các anh chị, có không ạ? Có ạ. Cho nên chúng ta cần phải quan tâm đến cái hai nữa là cái sản phẩm đó có tạo được cái sinh thái đường tốt hay không, hay còn gọi là cái độ hấp thu á. Tại vì khi các chị mình ăn vô á, không phải mình ăn 100g mình hấp thu hết được 100g đâu các anh chị. Ví dụ như sản phẩm nào đó mà có ứng dụng công nghệ trong đó các anh chị thì các chị sẽ hấp thu được tốt hơn các anh chị. Nhưng mà nếu như sản phẩm của các chị ăn dạng khô hoặc là không ứng dụng công nghệ trong đó thì các chị hấp thu khoảng 10-20% thôi, ví dụ như vậy các anh chị. Do vậy chúng ta phải quan tâm đến cái độ sinh thái dùng ở đây. Và cái thứ ba nữa chính là cái gì ạ? Độ an toàn các anh chị. An toàn. Có ai muốn dùng sản phẩm nào đó có hiệu quả rất là nhanh nhưng mà về sau gặp vấn đề không ạ? Không, có ai muốn gì hết hạn hay cái anh chị. Cho nên chúng ta cần phải đặt tiêu chí về độ an toàn. Sản phẩm dùng nó phải đảm bảo không có những cái chất độc hại đối với lại cơ thể của chúng ta các anh chị, để từ đó chúng ta mới chọn được cái loại thực phẩm chức năng tốt cho sức khỏe của mình các anh chị ha. Và đối với lại cái nhu cầu dinh dưỡng tối ưu để mà có được một cái sức khỏe tốt ạ, Hằng mượn một số những hình ảnh sau để mà minh họa cho các anh chị biết rằng bữa ăn của các anh chị đủ hay chưa. Hằng ví dụ ạ, vitamin C đối với dinh dưỡng tối ưu đối với sức khỏe của chúng ta thì khoảng đâu đó 400mg bằng các chị ăn 6,4 quả cam mỗi ngày. Các chị ăn đủ không ạ? Ăn đủ không ạ? Không đủ ạ. Hoặc là ví dụ như là cái acid folic thì các anh chị đây, nhu cầu dinh dưỡng tối ưu của chúng ta là 600 microgram mỗi ngày bằng 9 cốc rau diếp, các anh chị ăn được tới không ạ? Không ạ. Hoặc là cái resveratrol này nè các anh chị, bằng các anh chị ăn 20 cốc nho đỏ, các anh chị ăn tới không ạ? Không các anh chị. Cho nên có thể nói rằng để mà đảm bảo được cái hàm lượng dinh dưỡng mà với cái hàm lượng tối ưu cho chúng ta là từ cái chế độ ăn của mình đó các anh chị, gần như là có thể hay là không thể ạ? Không.
không thể. Do vậy đó lý do tại sao chúng ta cần phải bổ sung từ những cái nguồn thực phẩm chức năng. Và các anh chị đến với lại Nu Skin thì Nu Skin cũng là một trong những số những công ty chuyên kinh doanh về cái dòng thực phẩm chức năng ạ. Và bên cạnh đó còn có những cái dòng sản phẩm chăm sóc về da nữa các anh chị. Chăm sóc da sẽ mang cái nhãn hàng là Nu Skin, và cái dòng thực phẩm uống trong sẽ mang tên nhãn hàng là Pharmanet các anh chị. Và bên cạnh đó sẽ có những cái dòng sản phẩm mà có ứng dụng với công nghệ iShop ạ. Công nghệ iShop được mệnh danh là một cái công nghệ độc quyền của Nu Skin, tập trung vào nguồn gốc lão hóa ở các bộ gen, tạo nên cái sự khác biệt của Nu Skin và giúp cho Nu Skin trở thành một công ty chống lão hóa hàng đầu trong ngành công nghiệp chống lão hóa. Và ở tại Nu Skin chúng tôi có hơn 75 nhà khoa học da làm việc toàn thời gian với lại Nu Skin nha anh chị, giống như là hàng làm việc cho toàn thời gian cho Nu Skin, hàng là nhân viên biên chế của Nu Skin. Thì ở trong 75 nhà khoa học da này đến từ rất nhiều lĩnh vực khác nhau ạ. Có người thì chuyên về dược liệu, có người thì chuyên về ăn kiêng giảm cân, có người chuyên về hóa sinh, có người chuyên về di truyền, vân vân ạ. Rất là nhiều lĩnh vực khác nhau. Và dẫn đầu ở trong 75 nhà khoa học da này thì đầu tiên sẽ là ông tiến sĩ Tô Đức Trang ạ. Thì ông làm hiện nay là trưởng ban nghiên cứu khoa học ạ. Và dưới ông thì sẽ có ông tiến sĩ Mark Palet ạ. Thì ông này là phó chủ tịch nghiên cứu và phát triển các dòng thực phẩm của Palet ạ. Và đối với những dòng sản phẩm Nu Skin thì có cô tiến sĩ Helen Nát ạ. Cô là phó chủ tịch nghiên cứu và phát triển các cái dòng sản phẩm chăm sóc da. Thì ngoài 75 nhà khoa học da làm việc trong các trung tâm nghiên cứu sáng tạo của Nu Skin ạ, thì Nu Skin đầu tư hơn 100 triệu đô để mà tạo nên các cái trung tâm và nghiên cứu và phát triển đó nha anh chị. Và đồng thời thì Nu Skin cũng có nghiên cứu kết hợp nghiên cứu với các cái trường đại học rất là nổi tiếng ạ, với hơn 150 nhà khoa học ở đẳng cấp thế giới nha anh chị, để tạo nên các cái dòng sản phẩm mà các anh chị có thể trải nghiệm, có thể xem qua ở dưới tầng 1 nha anh chị ha, và tầng G. Và đối với lại Nu Skin, để đảm bảo được sản phẩm đáp ứng được tiêu chí là an toàn, hiệu quả thì sẽ có một cái quy trình mang tên là quy trình công nghệ chất lượng 6S nha anh chị. Và cái nói đến quy trình này á thì có thể kể qua một tí xíu về Nu Skin. Thì trước đây là Nu Skin chỉ chuyên là công ty chuyên cung cấp các sản phẩm chăm sóc da thôi ạ. Xong rồi đến khoảng năm 1998 thì Nu Skin mua lại một công ty dược mang tên là Pharmanet các anh chị. Thì Pharmanet chính vì là một công ty dược ạ, nhưng mà khi mà Nu Skin mua lại thì chỉ chuyên dùng để sản xuất ra các loại thực phẩm chức năng mà thôi. Cho nên các cái loại thực phẩm chức năng mà Nu Skin sản xuất á thì nó sẽ tuân theo một cái quy trình nó tương đương với lại giống như ở cấp độ dược vậy đó các anh chị, để đảm bảo được cái sản phẩm của chúng ta đến tay người tiêu dùng thực sự là tốt nhất. Và cái quy trình chất lượng 6S nó sẽ bao gồm có 6 chữ S. Đầu tiên đó chính là selection các anh chị, có nghĩa là sẽ lựa chọn các anh chị. Lựa chọn này có nghĩa là sao ạ? Chúng ta sẽ lựa chọn được cái nguồn nguyên liệu nào mà nó an toàn đối với sức khỏe của chúng ta. Thì đa phần hiện nay Hằng thấy rằng các cái dòng sản phẩm Pharmanet Nu Skin thì chúng ta sẽ lựa chọn cái nguồn mà nó nguyên liệu mà đã có cái nền tảng khoa học chứng minh rất là nhiều các anh chị, và cộng với lịch sử sử dụng lâu đời ở trong dân gian. Hằng ví dụ như chẳng hạn như là nấm linh chi đi ạ. Các chị biết nấm linh chi không ạ? Đó, nấm linh chi có nhiều loại nấm linh chi không ạ? Có, ví dụ các chị thấy nấm linh chi đen, nấm linh chi trắng, nấm linh chi xám, vân vân ạ. Nhưng mà chúng ta sẽ chọn một cái loại nấm linh chi thôi, mang tên là nấm linh chi đỏ các anh chị. Bởi vì đây là cái loại nấm mà cho ra được cái giá trị sức khỏe của chúng ta rất là lớn, và nó rất là an toàn đối với lại cái cơ thể của chúng ta. Xong rồi sau đó chúng ta sẽ có những sụt xin các anh chị. Nấm linh chi đỏ đã biết là tốt rồi, nhưng mà chúng ta phải chọn lựa cái nguồn nguyên liệu nào đó nó phải an toàn nha anh chị. Do vậy chúng ta sẽ chọn cái nguồn nguyên liệu nó phải được sản xuất một cách an toàn, bằng cách là lựa chọn cái đối tác cung ứng là lựa theo cái hình thức là canh tác hữu cơ nha anh chị, canh tác hữu cơ để đảm bảo nguồn nguyên liệu nó phải sạch ạ. Rồi chúng ta sẽ phân tích cái cấu trúc của cái cây nấm linh chi đó ạ. Nói chung là đa phần các loại dược liệu á có những thành phần nó có lợi ạ, nhưng bên cạnh đó sẽ có những thành phần gì ạ, những có thành phần bất lợi nha anh chị. Nên ngành thực phẩm chức năng được tạo ra sẽ lấy những thành phần có lợi mà thôi ạ, mà sẽ làm sao bỏ ra những cái thành phần bất lợi ạ. Và để lấy được thành phần có lợi thì chúng ta phải phân tích cấu trúc của cái nấm linh chi đó, cái thành phần tốt nhất nó sẽ nằm ở đâu ở trong cái nấm linh chi, chúng ta sẽ lấy nó ra nha anh chị. Đó, rồi chúng ta có nghĩa thứ tư là standardization ạ, là tiêu chuẩn hóa ạ, để làm gì ạ, để đảm bảo rằng các viên sản phẩm đến với lại các anh chị nó phải thực sự nó tốt và nó đồng nhất các anh chị. Và cái chữ S thứ năm là safety, là an toàn, có nghĩa là phải được phân tích sản phẩm không có chứa những cái dư lượng chất thuốc trừ sâu hay là kim loại nặng hay là ô nhiễm vi sinh vân vân. Và cái chữ S thứ sáu này anh chị
là substantiation, là được chứng minh bằng các cái nghiên cứu về lâm sàng các anh chị. Đây, và có thể nói là giá thứ sáu này đã tạo nên sự khác biệt, đã được minh chứng của Nu Skin nè. Rồi đây, và hôm nay thì cho phép Hằng được thay mặt công ty giới thiệu với các chị về các cái dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe của Fortnite để các anh chị có thêm thông tin, và các anh chị cần thêm những thông tin chuyên sâu thì các anh chị hãy liên hệ với những anh chị nhà phân phối đã mời các anh chị đến đây để các anh chị chia sẻ cho anh chị một cách chuyên sâu hơn. Thì sản phẩm đầu tiên có mang tên là Lifemark ạ. Thì đây là cái sản phẩm mà được mệnh danh là sản phẩm dinh dưỡng nền tảng ạ. Nó sẽ bao gồm các vitamin, khoáng chất và các chất chống oxy hóa để giúp cho chúng ta có được một cái sức khỏe tốt và chống lão hóa được hầu như là toàn bộ các cấu trúc chức năng ở trong cơ thể chúng ta. Đây được mệnh danh là cái sản phẩm nền tảng ạ. Và sản phẩm thứ hai mang tên là G3. Thì đây là cái sản phẩm được tạo ra từ các số loại bảo quý ạ. Ví dụ như là cất, câu kỹ tử, sơn trà tử, dứa Siberia nè. Và chính vì đây là những loại bảo quý ạ, cho nên nó sẽ mang lại cái hiệu quả rất là tốt cho cơ thể của chúng ta, làm chậm quá trình lão hóa trong cơ thể của mình. Và đặc biệt sản phẩm này sẽ giúp cho các anh chị gia tăng cái chỉ số scanner lên nhanh hơn so với những cái loại thực phẩm khác các anh chị. Sản phẩm tiếp theo mang tên là Green Omega. Thì đây là cái sản phẩm mà có cái nguồn nguyên liệu nó sẽ là omega 3 từ dầu cá cộng với lại dầu krill các anh chị, và nó sẽ hỗ trợ rất tốt cho mắt của các anh chị, cho khớp của các anh chị, cho làn da của các anh chị ạ. Đặc biệt rất tốt cho những người nào mà có bị mỡ máu cao, cần điều hòa huyết áp các anh chị, thì sản phẩm này rất là cần thiết ạ. Có anh chị nào mình hay bị tê tay tê chân nhức đầu đó mỗi ban ấy không ạ? Không ạ, cũng có đúng không ạ? Thì nguyên nhân là do cái tuần hoàn máu của chúng ta kém các anh chị. Thì lúc này các anh chị có thể nhớ đến cái sản phẩm mang tên là Biochemco. Thì sản phẩm này nó có chứa thành phần chính là chiết xuất bạch quả ạ, sẽ giúp cho phá những cục máu đông ở trong cái mạch máu của chúng ta, giúp tuần hoàn máu được tốt hơn, và đồng thời cung cấp chất chống oxy hóa cực kỳ tốt cho não bộ của mình, giúp chúng ta tăng cường trí nhớ và khả năng tập trung ạ. Resimax là một sản phẩm được chiết xuất từ nấm linh chi đỏ các anh chị, và trong đó có 1% chiết xuất từ bào tử nấm linh chi, nên hỗ trợ rất là tốt cho những anh chị nào đang cần cải thiện cái chức năng về hệ thống miễn dịch của mình các anh chị. Đây ạ, sản phẩm này ạ. Bên cạnh đó chúng ta sẽ có sản phẩm mang tên là Tivin 97 ạ, được chiết xuất từ lá trà xanh ạ. Và khi mà nói đến trà xanh thì các anh chị thấy có nhiều công dụng không ạ? Rất là nhiều công dụng từ trà xanh đúng không ạ? Chống oxy hóa cũng rất là mạnh mẽ, giúp hỗ trợ tốt cho tim mạch của các anh chị vân vân. Và đồng thời thì cái trà xanh ở đây một viên Tivin đó nó sẽ tương ứng với cái chỉ uống 7 tách trà xanh mỗi ngày các anh chị, để giải quyết cho câu chuyện là làm sao chúng ta uống thường đầy đủ 2-3 tách trà xanh mỗi ngày, thay thế bằng chuyện đó thì cần uống 4 viên Tivin các anh chị ha. Rồi, và bên cạnh các cái dòng sản phẩm Hằng mới vừa kể trên thì có các dòng sản phẩm khá là quan trọng, nó có ứng dụng công nghệ iStock các anh chị, công nghệ iStock. Và công nghệ iStock này là một cái ngành công nghệ tập trung vào cái nguồn gốc của quá trình lão hóa ở cấp độ gen các anh chị. Như các anh chị có thể thấy hồi nãy Hằng có chia sẻ với các anh chị là lý do nào tại sao mình mập các anh chị, tại vì ăn nhiều đúng không ạ, ít vận động ạ, nên lý do chúng ta bị gì ạ, bị mập các anh chị. Nhưng mà trên thực tế các anh chị sẽ thấy có một số người ăn ít vận động nhiều nhưng mà vẫn mập, có không ạ? Có không ạ? Có ạ. Như vậy thì nguyên nhân do đâu ạ? Nguyên nhân là do cơ thể chúng ta bị lão hóa là nghe gì? Nguyên nhân là gen của chúng ta hoạt động không còn được tốt nữa các anh chị, cho nên cái tín hiệu mà gen phát ra các anh chị để mà điều khiển các hoạt động của tế bào cũng không còn được tốt các anh chị. Và cái tín hiệu đó mình sẽ được gọi là biểu hiện gen các anh chị. Nói một cách nôm na, các chị cứ hình dung ạ, để mà điều khiển được mọi hoạt động trong cơ thể của chúng ta thì chúng ta cần có cơ quan nào các chị? Não các anh chị. Não phát ra tín hiệu biểu chân mình đi, biểu tay mình múa các anh chị, để hông mình lắc các anh chị. Thì tương tự như vậy ạ, tế bào của chúng ta thì trong tế bào sẽ có nhân tế bào, thì trong nhân tế bào có chứa gen. Gen nó nằm cố định một chỗ thôi các anh chị, nó không thể nào làm được hết tất cả các chức năng ạ. Cho nên bắt buộc nó phải phát cái tín hiệu ra các anh chị để biểu tế bào phải làm việc các anh chị. Thì khi mà cơ thể chúng ta lão hóa thì tự động cái tín hiệu đó phát ra nó bị sai lệch đi các anh chị, nó bị nhầm lẫn đi các anh chị, nó không còn đúng vào biểu A, nó không phát A, nó phát là B các anh chị, là chắc chắn rằng tín hiệu nó bị lỗi các anh chị, và từ đó làm cho cơ thể chúng ta bị lão hóa. Và khoa học iStock nó sẽ tập trung vào cái nguồn gốc của quá trình lão hóa ở cấp độ gen ạ, đó là làm sao tác động vào cái biểu hiện gen để mà giúp cơ thể của chúng ta có được cái sức khỏe trẻ trung và dài lâu các anh chị. Và cái cách mà Nu Skin đo lường biểu hiện gen nó sẽ có một phương tiện đó là mang tên là con chip gen các anh chị. Đây là con chip gen hàng cầm ở trên tay này các anh chị. Thì trong cái con chip gen này thì có dữ liệu đâu đó khoảng từ 20 đến 20 10 chỉ có 10.000 gen trong này các anh chị,
và cơ thể của chúng ta, cái hệ gen của mình thì nó khoảng 25.000 gen. Và qua cái con chip gen này chúng ta sẽ đo lường ra được cái sơ đồ nhiệt phân của các gen chúng ta mong muốn được thể hiện ra hai màu là xanh và đỏ. Những cái gen nào mà có mức biểu hiện cao nó sẽ cho ra màu đỏ, và cái gen nào có mức biểu hiện thấp thì nó cho ra màu xanh nha anh chị. Và chúng ta sẽ chọn lựa ra các nhóm gen mục tiêu để mà chúng ta nghiên cứu và tác động. Hẳn ví dụ như đây là cái mô hình biểu hiện gen của cái đối tượng mà bị thừa cân và béo phì các chị ha, nằm bên tay phải. Còn ở đây là cái đối tượng mà cân đối và khỏe mạnh này anh chị. Thì các chị thấy rằng cái mô hình biểu hiện gen á, gen không đổi, nhưng mà cái mô hình biểu hiện gen theo có hai cái hình thức nó hoàn toàn có xu hướng gì ạ? Trái ngược nhau luôn các chị. Có nghĩa là xanh khi còn trẻ thì nó lại đỏ khi là đã lão hóa, và đỏ khi mà còn trẻ nó lại có hình đường xanh khi mà đã lão hóa anh chị đó. Và do vậy thì khoa học ASOS sẽ làm sao đó tìm kiếm các cái thành phần cho cái đối tượng lão hóa để ăn vào các anh chị. Và sau một thời gian thấy rằng cái mô hình biểu hiện gen nó tiếp cận gần giống cái đối tượng trẻ nhất thì chúng ta sẽ chọn được cái thành phần đó ạ. Thì trong này có 5 thành phần, thì các anh chị thấy là cái thành phần nào giúp cho tiếp cận được mô hình biểu hiện gen về lại trạng thái trẻ hơn ạ? Số 4 các anh chị, chúng ta sẽ chọn đối tượng này nha. Đúng rồi các anh chị đấy. Và từ đó chúng ta sẽ cho ra đời các dòng sản phẩm ASOS ạ. Và hiện nay ở tại Nuskin thì có các dòng sản phẩm ASOS uống trong, như là sản phẩm ASOS L bình phương. Nó sẽ có hai loại ạ. Một là ASOS R bình phương ban ngày, và hai là ASOS R bình phương ban đêm. ASOS R bình phương ban đêm sẽ giúp cho các chị, ASOS R bình phương ban ngày sẽ giúp cho các chị trẻ hóa lại các nhóm gen sinh năng lượng ạ. Cho nên từ đó sản phẩm này giúp cho chị mình tăng cường được cái sinh lực, sức bền, sự tỉnh táo và sức khỏe và sinh lý các anh chị. Rồi bên cạnh đó thì sắp tới tháng 1 sắp tới thì Nuskin sẽ tung ra một cái sản phẩm mang tên là ASOS Quiescent. Thì cái sản phẩm này nó sẽ trẻ hóa lại các cái nhóm gen mà liên quan đến các cơ chế chống lão hóa, từ đó thì giúp chúng ta có những cái lợi ích tốt cho sức khỏe, như tốt cho tim mạch, tốt cho mắt, da, tốt cho miễn dịch, tốt cho xương khớp, vân vân nha anh chị. Và đặc biệt thì ở tại Nuskin có một cái bộ sản phẩm kiểm soát cân nặng mang tên là TR90. Thì bộ sản phẩm này sẽ giúp cho các anh chị mình có được cái diện mạo, một cái sắc vóc được tối ưu trong thời gian là 90 ngày. Nó sẽ giúp cho các anh chị mình đốt mỡ tốt hơn, tạo cơ tốt hơn và kiểm soát được thèm ăn tốt hơn. Và ở lại Nuskin đã có rất là nhiều các anh chị đã trải nghiệm thành công bộ sản phẩm này. Và các anh chị có muốn xem thử hành trình chuyển đổi của các anh chị đó như thế nào không ạ? Có ạ, có. Vậy các chị hãy chào chào tay mời lên sân khấu anh Nguyễn Trọng Thương chia sẻ với chúng ta. Wow, lần nữa. Rồi rồi, cảm ơn ạ. Quá tuyệt vời luôn. Bài rồi hay quý vị. Ủa đâu? Xin chào hôm nay dùng các bạn này nha. Và cái này là Minh các chị, chính Minh ngày xưa đó. Cái thì Minh sinh ra lớn lên ở Sài Gòn. Và năm 2000 mình đưa qua Mỹ Minh học. Thì quay trang học các chị thì một thời gian làm việc với học hành nó cũng rất là chỏ nhau. Và cái thời điểm thức khuya nó trung bình đó là khoảng 2 giờ sáng, và đi học lúc 10 giờ tối mới về, được ăn uống được kia nó trễ. Và trong thời gian đó thì cũng đã bị khá lâu, mình được khuyến mãi thêm cái bụng cái gì với cặp kiến nữa, thì thức khuya học bài nhiều quá. Mà thật sự là Minh là không phải loại ăn chơi chát tán anh chị, cái này Minh là con ngoan trò giỏi đàng hoàng, không nhậu nhẹt, không rượu bia, không thuốc lá, mà sống cuộc sống rất là mạnh, chơi thể thao nữa. Mà thể thao là một tuần mình đi gym là cái 3 lần, thứ nhất 2 đó một lần đá banh, vì cái động lực mình muốn có bạn gái nó hơi cao, thì cái quan nó lớn nên sự nghiệp nặng trong rất là khó luôn. Nhưng mà thời gian mình làm thì cái kết quả không được như mong muốn cái gì, vì cái cơ thể mình xài hao đó, mình chạy xe còn bảo trì mà cơ thể mình xài nhiều quá không bảo trì, đâu ra nó bị lỗi. Cho nên nhiều lúc mình cũng ăn điều độ, ít ăn ngọt, không uống nước ngọt Coca, không ăn ngỏ nha, mà nó cũng tròn tròn nha. Và mình rất may mắn với việc Nuskin á, thì như năm 2012 mình bắt đầu về Việt Nam gì làm với Nuskin á, thì lúc này là đó thì nó tròn mặt nó cũng kỳ sao nhỉ. Mà đến năm 2014 á thì cũng giải shop thôi, thì mặt sáng sủa ra xíu đâu, rất là tươi vậy đó, nhưng mà cũng còn cái bụng còn tròn tròn. Tại thời điểm này á, dự tính dùng TR90 ra 2013 đi, nhưng mà điểm đó có người khách họ muốn mình dựng lại, cho nên mình sử dụng TR90 trễ hơn xíu. Và sau thời gian dùng TR90 thì thấy không đó, tướng tại vì công ty không cho thêm mấy cái hình nóng nóng xíu nữa, cũng ráng biểu diễn cái gì. Và một cái điều thú vị nữa, trong cái lớp mà mình đi tập á, PT á, thì anh PT rất là ngạc nhiên về cái sự tăng thể lực của mình sau mỗi lần tập. Anh là làm PT hơn 15 năm rồi, nhưng mà cái sự tăng thể lực của mình là nó thực sự là khác rõ.
Và một điểm thứ hai nữa, một số người nói là có thể làm vào đây ấy, thì ý chí đúng không? Ý chí mình tập nhiều ấy, thì mình ý chí có thể mình làm hơn một xíu thôi. Nhưng mà thật sự về khả năng phục hồi cơ thể của chị hoàn toàn khác hẳn luôn. Tức là sau khi mà mỗi buổi tập về khả năng phục hồi mình rất là cao. Và anh cũng công nhận luôn. Từ trước giờ không có tin với iStock, không tin gì bất cứ được phòng chức năng hết. Nhưng mà qua hành động của mình nó làm nhận bắt đầu có suy nghĩ lại về cái hai. Đó thì cái gì cũng nhận không? Khoa học iStock dù các anh chị có tin hay không tin cũng xảy ra hơn trong con người của anh chị. Gì không nhận không? Trong một khoa học mà khoa học cân đo đong đếm được tin hay không cũng như vậy. Nhiều lúc người ta nói thuốc chủ may thầy gì đó, những cái niềm tin ra sản phẩm, nhưng mà khoa học thì vẫn là khoa học của chị, bằng chứng thấy rõ luôn đó. Và thực sự là rất cảm ơn Lucy chị đã cho mình một cái con người mà mình mong ước như ngày xưa và tương lai sẽ còn hấp dẫn hơn nữa. Cảm ơn chị. Cảm ơn rất là nhiều. Dạ, thì những thông tin mà Hằng chia sẻ với các anh chị là sẽ nhằm mục đích là giúp chúng ta chăm sóc sức khỏe của mình từ bên trong ra, các chị, bằng những cái dòng sản phẩm uống trong. Và bên cạnh đó thì chắc chắn rằng chúng ta phải cần có thêm những cái sản phẩm để chăm sóc và cái gì vào bên ngoài của chúng ta, đúng không ạ? Để cho các chị dành một tràng pháo tay thật lớn để mời chị Nguyễn Thiền Trang và chuyên viên về các dòng sản phẩm chăm sóc. Vâng, xin gửi lời chào đến tất cả các anh chị ạ. Ngày hôm nay thì có một số anh chị Trang đã có dịp gặp gỡ các anh chị nhiều lần rồi, nhưng mà cũng có rất là nhiều những gương mặt mới. Do đó Trang xin phép là giới thiệu lại một lần nữa, Trang tên đầy đủ là Nguyễn Huyền Trang. Thì nếu như sau này các anh chị có bất cứ câu hỏi hay thắc mắc hay là góp ý nào về mảng chăm sóc bên ngoài, cá nhân bên ngoài, các anh chị có thể là gặp Trang tại lầu 6 được không ạ? Thì như bạn Hằng cũng có chia sẻ với các anh chị, đó là cái phần nội dung ngày hôm nay Trang sẽ chia sẻ, đó là về những cái dòng sản phẩm phía bên ngoài vẻ ngoài tươi mới hơn, trẻ đẹp hơn và chúng ta tự tin nhiều hơn các anh chị ha. Với Blue Skin thì chúng ta hãy giữ cho cái tuổi của mình là một bí mật, bởi vì khi mà người ta nhìn vào mình á các anh chị, người ta sẽ tò mò thắc mắc xem là cô này cô ấy bao nhiêu tuổi, ăn nãy bao nhiêu tuổi mà nhìn anh ấy phong độ và nhìn cô ấy xinh xắn đến như vậy, đúng không ạ? Rồi vậy thì trước khi đi vào những cái dòng sản phẩm và đi vào cái lý do tại sao chúng ta cần chăm sóc bên ngoài, thì Trang muốn kể cho các anh chị nghe một cái câu chuyện nhỏ nhỏ thôi về cái lý do ra đời cái dòng hàng của Nu Skin của chúng ta. Thì như hồi nãy các anh chị cũng thấy bạn Hằng có chia sẻ rằng là Nu Skin khởi nguồn là từ việc chăm sóc bên ngoài, đúng không ạ? Và người sáng lập của Nu Skin của chúng ta đó các anh chị, thì với cái niềm mong muốn chăm sóc cho bản thân của mình, chăm sóc cho gia đình của mình, thì bà đã sáng tạo ra những cái sản phẩm. Và bắt đầu từ năm 1984 thì những cái sản phẩm đầu tiên dành cho làn da của chúng ta đã ra đời. Và cái tiêu chí của mình đó các chị, Trang muốn hỏi các chị nè, là ở nhà có anh chị nào tự trồng rau sạch để ăn không ạ? Có không ạ? Rồi có ai là mình có thể là cố gắng mình nuôi một vài cái động vật nào đó để mình có cái nguồn dinh dưỡng tốt nhất và thanh khiết nhất cho gia đình của mình, đúng không các anh chị? Thì người sáng lập của chúng ta cũng như vậy thôi, bởi vì cái tiêu chí đó là dành cho bản thân của mình, dành cho những cái người thân, bạn bè, gia đình của mình, vân vân. Thế nên cái tiêu chí mà Nu Skin đặt ra ngay từ đầu thì các anh chị cũng có thể thấy ở đây ạ. Tất cả các thành phần đều tốt và không có thành phần xấu các anh chị ha. Và không có thành phần xấu thì có nghĩa là tất cả các sản phẩm đều tốt và phù hợp với làn da và sức khỏe của con người của chúng ta. Vậy thì ở đây các anh chị thấy rằng là cái hình ảnh ban đầu á, thì cái sản phẩm được đưa vào trong những cái hộp, những cái lọ rất là đơn giản, nhẹ nhàng thôi. Và cái tiêu chí của Nu Skin cũng như vậy. Nếu như các anh chị nhìn ở trên đây, những cái sản phẩm mà Trang đang trưng bày ở trên đây nè, các anh chị thấy rằng Nu Skin sẽ không nhấn quá nhiều vào vỏ sản phẩm, nhưng Nu Skin cực kỳ quan tâm đến cái độ an toàn và cái chất lượng của sản phẩm nằm ở phía bên trong, đúng không ạ? Đó là cái tiêu chí mà Nu Skin hướng đến. Thì các anh chị biết không ạ, khi mà cô này cô sử dụng cái sản phẩm và mang lại cái hiệu quả ở trên làn da, trên cơ thể của cô như vậy đó, thì những cái người bạn bè thân thiết cũng rất là mong muốn được sở hữu của những cái sản phẩm này. Vậy thì với cái tiêu chí For Good ngay từ đầu, đó là cái sự cho đi nhiều thì chúng ta sẽ nhận lại được nhiều, đúng không ạ? Và cô đã chia sẻ những cái sản phẩm này của mình bằng cách đó là mỗi người muốn sở hữu sản phẩm thì hãy mang đến nhà của cô một cái hũ hoặc là một cái lọ nào đó và sử dụng một cái muỗng, tất nhiên là phải làm sạch và tiệt trùng để san sẻ sản phẩm ra cho mọi người các anh chị ha. Thì đối với sản phẩm Nu Skin, từ những cái sản phẩm rất là nhẹ nhàng cơ bản ban đầu, thì ngày nay các anh chị cũng thấy rằng là Nu Skin đã có phát minh ra rất là nhiều những cái sản phẩm, không chỉ là bên ngoài mà còn là bên trong. Và đối với kinh nghiệm cá nhân của Trang trong cái ngành chăm sóc làm đẹp á, thì
thì Trang thấy rằng Nu Skin không chỉ quan tâm đến cái chất lượng của sản phẩm mà còn rất quan tâm đến công nghệ. Và đối với cái hiểu biết của Trang thì Trang thấy rằng trong lĩnh vực mỹ phẩm thì Nu Skin là đi về hàng đầu về công nghệ các anh chị ha. Thì hàng đầu như thế nào? Lát nữa đây trong những cái phần chia sẻ về sản phẩm thì Trang sẽ chia sẻ với các anh chị nhiều hơn. Rồi, vậy thì ở đây Trang sẽ giới thiệu với các chị cái mục tiêu chủ yếu đó là để các anh chị có thể nhận biết được tại Nu Skin hiện tại chúng ta đang có những cái nhãn hàng như thế nào và những cái bộ sản phẩm này sẽ nhằm mục đích gì. Đầu tiên đó là những cái sản phẩm chăm sóc da hàng ngày. Đối với những bộ sản phẩm này thì các chị khi sở hữu một bộ sản phẩm này, các anh chị đã có trọn vẹn đầy đủ một cái quá trình chăm sóc da cho chúng ta, bao gồm 4 bước, đó là bước làm sạch đúng không ạ, bước cân bằng, dưỡng da chống nắng ban ngày và dưỡng ẩm ban đêm. 4 cái bước rất là cơ bản nhưng cực kỳ cần thiết cho bất cứ cái làn da nào. Bởi vì nếu như các chị có tham dự hồi sáng hôm nay á, Trang có nói với các anh chị rằng một cái làn da đẹp là một cái làn da quan trọng nhất, đó là việc làm sạch và cái gì ạ, mình phải xây cái nền móng cho ngôi nhà của mình, đó chính là độ ẩm ở trong làn da của chúng ta. Vậy thì hiện tại Nu Skin đối với những cái bộ sản phẩm chăm sóc da hàng ngày, chúng ta sẽ đi từ bộ sản phẩm cơ bản nhất cho đến bộ sản phẩm nâng cao nhất các anh chị ha. Đầu tiên đó là bộ sản phẩm Nutricentials, bao gồm 4 sản phẩm, đó là sữa rửa mặt, nước cân bằng, dưỡng da chống nắng ban ngày, dưỡng da ban đêm và có kể cả tinh chất Cetrate Ultra ở đây. Thì đối với bộ sản phẩm này chúng ta được tách ra thành 2 dòng hàng, đó là một bộ dành cho da thường, da khô và một bộ dành cho da nhờn, da hỗn hợp. Sau đó mình sẽ đi lên một cái bước nâng cao hơn, đó là bộ sản phẩm Aesop Transformation. Hình thái thực tế của sản phẩm các chị có thể là nhìn thấy ở trên đây, 4 cái sản phẩm nhỏ xinh như này, nhưng mà nó nhỏ mà nó có vỏ các chị ha. Tại vì cái bộ sản phẩm này mục tiêu chủ yếu đó là về đặc trị và ngăn ngừa lão hóa. Như vậy đặc trị có nghĩa là những người nào bị lão hóa rồi sử dụng được không ạ? Nhưng mà những cái bạn còn trẻ, da của các bạn ấy còn khỏe thì các bạn có sử dụng được không các chị? Nó ngăn ngừa lão hóa mà, do đó chúng ta đều có thể sử dụng được các chị ha. Và vừa mới xuất hiện vào tháng 5 năm 2015, nhưng cho đến thời điểm này sản phẩm cao cấp nhất của chúng ta là bộ sản phẩm Aesop Me. Các chị có thấy ở trên đây không ạ? Bạn ấy xinh không các chị? Rất là xinh đúng không ạ? Thì cái bộ sản phẩm Aesop Me này đã nhận được rất là nhiều những cái giải thưởng danh giá. Và Trang hy vọng rằng là trong thời gian sắp đến, khi mà các anh chị có cơ hội được sở hữu Aesop Me thì đừng chậm trễ, bởi vì đây sẽ là một chuyên viên chăm sóc da cá nhân của các anh chị. Và tại sao lại như vậy, chúng ta chờ đợi phần sau hay hơn đúng không ạ? Rồi, đó là những cái sản phẩm chăm sóc da hàng ngày các anh chị ha. Và chúng ta sẽ có những cái dòng sản phẩm chăm sóc da tập trung, chăm sóc da chuyên sâu. Như Trang có nói với các anh chị á, cái nền tảng cơ bản nhất đó là cái độ ẩm cho làn da. Vậy thì nếu như tôi bị nhăn, tôi bị sạm nám hay là tôi có một vài vấn đề gì đó thì tôi cần phải chăm sóc chuyên sâu hơn đúng không ạ? Thì ở đây sản phẩm đầu tiên Trang muốn giới thiệu đến các anh chị đó là sản phẩm Faywash 180, dòng sản phẩm ngăn ngừa lão hóa, cung cấp đúng 10 thành phần vitamin C và làm giảm những cái nếp nhăn ở trên bề mặt da của chúng ta. Vậy thì đối với cái sản phẩm này các anh chị có thể là lựa chọn cho mình, nếu như các anh chị mong muốn rằng là chúng ta cung cấp thêm cái độ tươi sáng, độ đều màu da cho mình, cung cấp thêm vitamin C và những cái thành phần khác, ví dụ như là nhân sâm hoặc là nhân sâm núi chẳng hạn. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ có đến sản phẩm là True Face Line Corrector, có nghĩa là đây là sản phẩm chỉ dành riêng cho những cái nếp nhăn ở trên gương mặt của chúng ta thôi các anh chị ha. Nó sẽ giúp khôi phục lại những cái collagen và những cái elastin, những cái cột và những bức tường ở trong làn da của các anh chị á. Và cuối cùng ở đây là True Face Essence Ultra, thì đây là sản phẩm các anh chị thường hay gọi là giọt nước thần đúng không ạ, hạt ngọc thần. Nhưng riêng với Trang, True Face Essence Ultra là cái sản phẩm Trang chỉ nói một điều, đó là cái sản phẩm giúp thon gọn, săn chắc, nâng cơ và tạo hình những cái đường nét ở trên gương mặt của chúng ta. Có nghĩa là những khách hàng nào chúng ta bắt đầu có cái sự trùng giãn ở trên làn da của mình, ví dụ như là cái phần hai bên gò má nè, sụp mi mắt hoặc là cái phần cơ của chúng ta, thì True Face Essence Ultra sẽ là cái vị cứu tinh để nâng lại cái làn da thon gọn của các anh chị được không ạ? Rồi, và đối với những cái sản phẩm chăm sóc hàng tuần thì ở đây Trang muốn giới thiệu đến các anh chị một số những cái dạng mặt nạ mà Nu Skin của chúng ta đang sử dụng, đang hướng đến khách hàng của mình. Thì đầu tiên đó là cái mặt nạ tẩy tế bào chết. Và cái bản mặt nạ này có cái điểm gì khác biệt
để mà có thể so sánh với những dạng mặt nạ khác, thì từ từ Trang sẽ chia sẻ với các anh chị ha. Và cái việc tẩy tế bào chết là một cái việc cực kỳ cần thiết cho tất cả mọi loại da. Bởi vì hồi sáng nay Trang có chia sẻ với các anh chị á, nếu như cái làn da của chúng ta tế bào da chết nó còn nằm chồng chất, thì thứ nhất là cái khả năng thẩm thấu của những cái sản phẩm dưỡng nó sẽ bị giảm thiểu, đúng không ạ? Thứ hai, làn da của chúng ta sẽ sần sùi, thô ráp, tối màu. Thứ ba, đó là nó sẽ khiến là bã nhờn của bạn tích tụ sâu trong lỗ chân lông mà không được giải phóng ra. Đó. Do đó là một cái sản phẩm nhỏ xinh như thế này, một tuần chúng ta chỉ sử dụng 2 lần một tuần thôi, nhưng mà nó lại rất quan trọng cho những cái bước dưỡng da về sau. Các anh chị chú ý giùm Trang ha. Một sản phẩm nữa đó là mặt nạ, các anh chị thường hay gọi là mặt nạ bùn, bởi vì đơn giản là cái thành phần chủ yếu của sản phẩm này đó chính là lượng bùn khoáng được lấy từ vùng cửa sông băng Tây Bắc Thái Bình Dương. Và cái lượng bùn khoáng này nó rất đặc biệt các anh chị, nó sẽ giúp cung cấp 50 thành phần dưỡng chất khác nhau cho làn da của chúng ta. Và các anh chị chỉ cần nhớ dùng Trang, đó là tất cả các sản phẩm mặt nạ là chăm sóc theo tuần, một tuần chúng ta chỉ sử dụng 2 lần một tuần thôi các anh chị ha. Rồi đến với Polishing Peel thì đây sẽ là cái sản phẩm giúp làm đều màu da và chống lão hóa. Vậy thì ai trong chúng ta là những người cần làm đều màu da các anh chị? Tất cả, đúng không ạ? Và đặc biệt là những người nào mà da không đều màu, hoặc là chúng ta có vấn đề về sạm nám ở trên làn da của chúng ta, thì đây sẽ là cái sản phẩm phù hợp các chị ha. Và những cái sản phẩm làm sạch sâu, ví dụ như là mặt nạ Clayback, là các chị thường hay gọi là mặt nạ bùn á, hoặc là những cái mặt nạ giúp săn chắc và nâng cơ, chúng ta sẽ đi lướt qua những cái dòng sản phẩm này. Và lát nữa Trang sẽ giải thích thêm với các chị lý do tại sao sản phẩm này nên phù hợp và những cái thành phần nào là phù hợp nhất cho cái sản phẩm của chúng ta. Rồi, về cái giải pháp chăm sóc spa tại nhà thì như các anh chị cũng biết, để có một làn da đẹp một tuần chúng ta cần phải đi spa 2 đến 3 lần, đúng không ạ? Vậy thì không phải là lúc nào chúng ta cũng có đủ thời gian, chúng ta cũng có đủ công sức, và chúng ta kể cả về mặt kinh tế nữa, mình cũng không thể nào là mình cứ đi ra ngoài hoài được. Vậy thì đối với cái sản phẩm Galvanic Spa là hai cái dòng sản phẩm rất là được ưa chuộng của Nu Skin của chúng ta. Và cho đến thời điểm hiện tại thì thực sự các anh chị, Trang thấy rằng là những nhãn hàng khác họ cũng có những máy này máy kia, cũng có máy spa, nhưng mà riêng đối với sản phẩm này thì Trang hoàn toàn tin tưởng các chị ha. Và lý do tại sao thì từ từ mình tìm hiểu tiếp, đúng không ạ? Bây giờ mình đang là giống như là cưỡi ngựa xem hoa thôi. Thì đối với các Galvanic Spa chúng ta sẽ có hai dòng. Một dòng là các chị hay nói là sản phẩm dành cho mặt, đúng không ạ? Nhưng trên thực tế các chị sẽ thấy rằng đối với cái thiết bị này sẽ bao gồm 4 đầu dẫn kèm theo, và 4 đầu dẫn này sẽ chăm sóc cho chúng ta từ đỉnh đầu cho đến góc chân các chị ha. Đầu dẫn đầu tiên là sử dụng với cái gel làm sạch và gel chăm sóc da. Đầu dẫn này dùng cho vùng mặt và vùng cổ của chúng ta toàn bộ, được không ạ? Đầu dẫn thứ hai là đầu dẫn hình oval như thế này. Đây là đầu dẫn dành riêng cho những cái nếp nhăn sâu, và sóng này sẽ có cái cơ chế hoạt động tương tự giống như là Aeslock Galvanic Body Spa các anh chị ha. Và cái nhiệm vụ chính của bạn này đó là gì ạ? Đó là giảm cái hiện tượng sần vỏ cam, cellulite, và giúp cho cái da cơ thể của chúng ta nó săn chắc, nó thon gọn hơn, định hình cái vóc dáng của chúng ta ổn định hơn đó các anh chị. Đó là nhiệm vụ chính. Và đầu dẫn cuối cùng, các chị thấy cái đầu dẫn này nhìn giống cái gì đây ạ? Giống cái lược. Vậy cái lược dùng dành cho vùng nào các chị? Vùng tóc của chúng ta. Vậy thì bạn này có phải là để hỗ trợ chăm sóc tóc của mình không? Tất nhiên là có, nhưng phần chính của cái bạn này đó các anh chị, đó là hỗ trợ cho cái nang tóc, hay nói một cách khác đó là hỗ trợ cho cái da đầu của chúng ta, để giúp kích thích mọc lại những cái nang tóc khỏe mạnh hơn, và từ những cái nang tóc này mới ra được những cái sợi tóc mới và một cái mái tóc bồng bềnh và bóng mượt hơn các anh chị ha. Và đối với cái sản phẩm là Aeslock Galvanic Body Spa, sản phẩm này sẽ có cái khả năng làm việc tương đồng với cái đầu dẫn nào vậy các anh chị? Đầu dẫn hình lược sóng này, đúng không ạ? Và nhiệm vụ của bạn đó đương nhiên đó là giảm cái lượng mỡ, giảm cái lượng cellulite dư thừa ở dưới da của mình, định hình vóc dáng của chúng ta, và đồng thời là thanh lọc cho làn da của mình. Thì riêng với bạn Galvanic Body này thì cái mặt bề mặt dẫn đó các anh chị nó sẽ rộng hơn, và nó sẽ dễ dàng cho chúng ta đưa lên đến tất cả các vùng da ở trên cơ thể của mình hơn. Rồi vậy thì đối với cái làn da trên cơ thể của mình, phần đầu và những cái phần da còn lại trên toàn bộ cơ thể của mình thì như thế nào? Thì các chị sẽ thấy rằng là Nu Skin sẽ có đáp ứng đầy đủ tất cả những cái nguyện vọng, những cái mong muốn và những cái điều chúng ta cần phải chăm sóc cho cơ thể của mình, từ cái điều nhỏ nhặt nhất. Đầu tiên đó là chúng ta sẽ có kem đánh răng trắng sáng, được không ạ? Có anh chị nào đang dùng kem đánh răng trắng sáng AV24 không ạ? Rất là nhiều. Và Trang muốn chia sẻ với các chị như thế này, đó là nhân viên của Nu Skin rất khó để đặt được cái sản phẩm này nha. Lý do là tại sao ạ?
là tại vì nhà phân phối mua hết rồi, các chị nhân viên Blue Skin rất là khó để đặt được cái sản phẩm này luôn. Rồi dành cho cơ thể của mình, thứ hai đó là cái sản phẩm Sunrise, là sản phẩm chống nắng cho làn da của chúng ta. Và chống nắng ở đây là một chống nắng là SPF 50, và tại Blue Skin một SPF tương đương với 10 phút chống nắng. Các chị chú ý điều này dùng trang được không ạ? Vậy SPF 50 nhân với 10 là bao nhiêu phút các chị? 500 phút. Và PA 3 cộng các chị ha, những cái chỉ số chống nắng rất là cao. Và các chị thấy rằng là Việt Nam của mình á, là cái vùng nhiệt đới, khí hậu, gió mùa nắng nóng quanh năm, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ cần phải chống nắng mọi lúc và mọi nơi, ngoại trừ ban đêm là không cần chống nắng thôi các chị ha. Và cái sản phẩm này đối với bản thân của Trang, Trang cũng rất là thích luôn. Và lý do tại sao thích lát nữa nói thêm, đúng không ạ? Cái phần hay để dành cho phía sau nha các chị. Rồi, chúng ta sẽ có cái sản phẩm khử mùi, hỗ trợ giảm những cái mùi ở trên cơ thể của mình. Là sản phẩm gì đây các chị? Science. Các chị có thích không ạ? Rất thích đúng không ạ? Và cái điều này không chỉ là ở thị trường Việt Nam mà khi mà Trang hỏi các thị trường bạn đó các chị, thì nhân viên của Nu Skin Việt Nam lẫn nhân viên của Nu Skin Thái Lan, Philippines, Indonesia vân vân đều khóc ròng, bởi vì nhà phân phối mua rất nhiều các chị và nhân viên rất là khó để mà có thể đặt hàng được cái bộ sản phẩm này. Vậy thì các chị trả lời cho em như thế nào ạ? Các chị có thích sản phẩm của Nu Skin không ạ? Rất thích. Rất là thích các chị ha. Rồi đến với Liquid Bond có hết đúng không ạ? Và với cái sản phẩm này nè các chị, khi mà ông xã của Trang dùng á, anh nói là sao sữa tắm gì mà nhớt quá, tắm hoài không hết các chị ha. Mình theo cái hướng chia sẻ, mình dùng những cái từ nó đơn giản để dễ hiểu đi. Nhưng mà đối với cái sản phẩm này các chị, không phải là tắm hoài không hết mà đơn giản. Đây không chỉ phải là cái sản phẩm làm sạch cho cơ thể của mình, mà đây còn là sản phẩm dưỡng ẩm cho làn da của các chị luôn. Và cái mùi là mùi hương bưởi đó các chị. Hồi nãy các chị có nhớ là bạn Hằng giới thiệu TR90 đúng không ạ? TR90 thon gọn bóc dáng, giảm cân rồi gì nữa ạ? Điều khiển cái trí óc của chúng ta đúng không ạ? Còn đối với cái mùi hương bưởi này này các anh chị, thì một nghiên cứu của một bên thứ ba là một nhà khoa học của người Nhật, hoàn toàn không liên quan gì đến Nu Skin nha, thì ông nghiên cứu rằng là cái mùi hương bưởi khi mà chúng ta hít vào á, nó sẽ thư giãn tinh thần và nó sẽ kích thích cái gen đốt cháy mỡ của chúng ta. Như vậy các anh chị thấy là Nu Skin chăm sóc các anh chị là uống vào bên trong cũng đốt cháy mỡ và tắm bên ngoài cũng đốt cháy mỡ luôn các anh chị. Cho Nu Skin mình có tay ạ. Mình thì như thế nào? Tất nhiên là chúng ta cũng sẽ có những cái bộ sản phẩm chăm sóc tóc cho các anh chị. Thì ở đây chúng ta sẽ có Nutrio Shampoo, sẽ có thành phần chiết xuất chính là tảo từ cái khu vực nước Pháp các anh chị ha. Và cái bộ chăm sóc tóc 7 ngày sẽ bao gồm là dầu gội nè, dầu xả và kem ủ tóc. Trong 7 ngày thôi các chị sẽ thấy cái sự khác biệt. Nếu như mà các chị không tin á, lát nữa xuống order về dùng thử 7 ngày coi đúng không? Chàng nói đúng không các chị ha? Yeah. Vâng, cái này cũng là lỗi tại các chị thôi, của các chị mua nhiều rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đến vào một cái phần trước khi Trang chia sẻ với các chị về những cái dòng sản phẩm của Nu Skin, Trang sẽ muốn chia sẻ một chút xíu thôi về cái làn da của chúng ta, bởi vì mình phải hiểu được cái cấu tạo của làn da của mình nó như thế nào đúng không ạ, nó lão hóa như thế nào thì mình mới chăm sóc tốt được các chị ha. Thì làn da của con người của mình á, nam giới hay nữ giới cũng đều phải trải qua cái sự lão hóa. Đây là một cái chuyện hết sức bình thường và không ai có thể chống được. Nhưng riêng đối với Nu Skin thì chúng ta sẽ ngăn ngừa và khiến cho cái việc lão hóa nó đến chậm, nhẹ nhàng và một cách vui vẻ hơn, đúng không ạ? Chứ chúng ta không có chống được, đúng không các anh chị? Đó. Vậy thì theo các anh chị, nam giới và nữ giới ai lão hóa nhanh hơn ạ? Nữ. Tại sao anh Minh lại trả lời to thế? Tại vì biết là nữ sau khi sinh thì tốc độ lão hóa tăng hơn. Dạ. Cho nên mấy anh cần bảo trì mấy cô. Mấy anh cần bảo trì mấy cô. Cho anh Minh chạm bắp tay đi các anh chị. Vậy các anh chị, nam giới, hồi chạm hỏi này đi, nữ giới họ sẽ bắt đầu lão hóa từ lứa tuổi bao nhiêu các anh chị? 30. Nữ giới 30, còn nam giới ạ? Sau 35. Sau 35, các anh trả giá quá cao đúng không ạ? Thực ra chúng ta đối mặt với cái sự lão hóa ngay từ khi chúng ta ra đời, đúng không các anh chị? Có những cái nó phát triển nhưng mà cũng có những cái nó tiêu biến đi đúng không ạ? Nhưng mà những cái dấu hiệu lão hóa thực tế rõ nét nhất ở trên làn da của chúng ta á, nữ giới sẽ bắt đầu xuất hiện vào năm 25 tuổi và nam giới sẽ là 30 tuổi các anh chị ha. Tuy nhiên người Việt Nam của chúng ta thuộc là chủng tộc người châu Á, da vàng, mũi tẹt đúng không ạ, tóc đen. Do đó là cái cơ thể của chúng ta sẽ nhỏ gọn hơn. Thế nên cái việc lão hóa của chúng ta có vẻ như nó chậm hơn so với người châu Âu. Các anh chị đồng ý với Trang không ạ? Dạ. Đó. Thì cho dù nam giới hay nữ giới, cái làn da của mình cũng phải lão hóa thôi.
Vậy thì ở đây Trang sẽ chia ra làm 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là khi chúng ta còn trẻ, ở độ tuổi dưới 30. Giai đoạn thứ hai, lứa tuổi trung niên dưới 40. Và giai đoạn thứ ba là từ 50 tuổi trở lên các chị ha. Thì đối với cái làn da con người của mình sẽ có 3 tầng. Tầng biểu bì, tầng thân bì và tầng hạ bì. Mình không cần nhớ quá nhiều về ba cái tầng đó. Vậy thì trong cái làn da, cái điều gì là quan trọng nhất? Trong làn da Trang nói với các chị đó là độ ẩm và tế bào mầm là quan trọng nhất, đúng không ạ? Rồi, vậy thì các chị sẽ thấy rằng là khi mà chúng ta còn trẻ đó, thì tại cái phần thân bì của mình có sợi collagen và elastin, nó được sản sinh ra liên tục và điều hòa các chị ha. Và cái điểm quan trọng nhất các chị thấy rằng collagen và elastin nó giống như là sắt thép xi măng để tạo nên những cái bức tường á. Nhưng mà sắt thép xi măng và gạch đá nếu như nó không có ẩm, nó có liên kết lại được không các chị? Không thể nào, đúng không ạ? Làn da của chúng ta cũng như vậy. Nếu cái collagen và elastin sinh ra nhưng trong da không đủ độ ẩm thì nó cũng không liên kết được các chị ha. Vậy thì khi mà các chị còn trẻ, độ ẩm trên bề mặt da đầy đủ, độ ẩm ở trong da cũng đầy đủ, do đó collagen và elastin dễ dàng liên kết lại với nhau, tạo thành một cái mạng lưới vững chắc như thế này để nâng đỡ cho cái tầng da ở phía trên nó săn chắc và nó mịn màng, đúng không ạ? Đó. Và cái thứ hai đó là về tế bào mầm ở trong da của chúng ta. Khi mà mẹ sinh chúng ta ra đời thì trong da của chúng ta có 3% là tế bào mầm thôi các anh chị. Và nhiệm vụ chính của tế bào mầm đó là sản sinh ra những tế bào da mới và chữa trị những cái tế bào da bị tổn thương. Và tế bào mầm sẽ hoạt động chủ yếu theo các anh chị là vào ban nào ạ? Ban đêm các chị ha, khoảng cỡ từ 10 giờ tối cho đến 2-3 giờ sáng đó, là cái khoảng thời gian mà tế bào mầm nó làm việc rất là mạnh mẽ. Đó là lý do tại sao sáng sớm ngủ dậy các chị có công nhận với Trang là da của mình đẹp nhất trong ngày, đúng không ạ? Là vào buổi sáng sớm đó. Đó, và cái tế bào mầm này nó chỉ có 3% thôi, nhưng nó chiếm đến 90% cái độ, cái vẻ đẹp, cái độ tươi mới và cái độ thay mới cho cái làn da của các chị. Nhưng một điều rất là tiếc như thế này, mình càng lớn tuổi, đúng không ạ, thì cái tế bào mầm 3% này nó sao các chị? Nó càng sụt giảm đi. Đó, thì các chị sẽ thấy rằng khi chúng ta bước qua tuổi trung niên như thế này thì độ ẩm trong da bắt đầu thiếu hụt rồi, bắt đầu thiếu hụt rồi. Và lúc này collagen và elastin nó vẫn được sản sinh ra các chị nha, nhưng mà có lão hóa đi không ạ? Có gãy đổ đi không ạ? Có. Và cái tốc độ sản sinh nó cũng đã giảm rất là nhiều. Tế bào mầm còn không các chị? Không. Còn. Còn ạ. Vẫn còn các chị ha. Nhưng mà cũng đã giảm đi rất là nhiều rồi. Và các chị có thể thấy rõ rệt đó là những cái nếp nhăn ở trên bề mặt da của chúng ta bắt đầu xuất hiện nơi vùng đuôi mắt nè, vùng bọc mắt hoặc là một vài cái khu vực ở trên gương mặt của mình. Còn những cái nếp nhăn nhỏ ở cái thời điểm mà chúng ta còn trẻ thì là trong cái giới hạn chấp nhận được, đúng không ạ? Và các chị sẽ thấy rằng là cái khả năng phục hồi của làn da nó sẽ không còn được như trước nữa. Các chị có công nhận với Trang á, là ngày xưa khi mà mình, ví dụ mình ở lứa tuổi 17, 18 đi, mình có nặng mụn hoặc là mình bị một vết thương xước gì đó trên da của mình, chỉ khoảng 1-2 tuần sau cái vết thâm nám đó nó bay đi không các chị? Vết thâm sau mụn, công nhận không ạ? Nhưng mà đối với bản thân của Trang ha, khi Trang bắt đầu bước qua lứa tuổi 32-33 vân, ví dụ như vậy đi, thì Trang thấy rằng mặc dù cái mụn đó đơn giản là do Trang sử dụng thực phẩm chức năng thôi, nó thanh lọc cái cơ thể của Trang thôi, nhưng mà cái vết thâm nó để cả tháng, đúng không ạ? Có khi có anh chị nào tháng rưỡi không ạ? Có không các chị? Rõ ràng là chúng ta thấy điều đó ha. Rồi, vậy thì khi mà chúng ta bước vào cái lứa tuổi mình gọi là lão niên á, nhưng mà thực ra ở Việt Nam Trang nghĩ là 50 đã phải lão chưa các chị? Nu Skin không có khái niệm về lão, đúng không ạ? Chúng ta chỉ có là cái gì đây các chị? Sống trẻ trung một cách dài lâu thôi. Đó, thì khi mà chúng ta bắt đầu bước về cái lứa tuổi này, các chị sẽ thấy rằng cái điều quan trọng nhất trong da là độ gì ạ? Độ ẩm có còn không ạ? Nó rất là yếu các chị ha. Thứ hai là tế bào mầm thì sao ạ? Mất rồi các chị, hầu như là không còn. Vậy thì lúc này những cái collagen và elastin nó không được sản sinh ra nữa các chị, mà nó chỉ có cái sự sụp đổ, lão hóa và gãy đổ mà thôi. Cái lượng ẩm trong da cũng không còn, tế bào mầm cũng không còn. Và quan trọng nữa đó là cái trương lực cơ của những cái nhóm cơ nằm trên xương của các anh chị á, nó không còn săn chắc và đàn hồi như trước nữa. Và tất cả những cái nguyên nhân này nó kết hợp lại với nhau và khiến cho làn da của chúng ta xuất hiện rất là nhiều vấn đề. Vậy thì một cái làn da xuất hiện nhiều vấn đề như vậy thì chúng ta mới gọi là một làn da lão hóa. Vậy thì cái nguyên nhân nào sẽ dẫn đến lão hóa các chị ha? Chúng ta sẽ có khoảng chừng 6 nguyên nhân chính như sau. Đầu tiên đó là tia tử ngoại. 80% những cái nguyên nhân dẫn đến vấn đề da của mình là từ tia tử ngoại nha các chị. Và những cái vấn đề da của chúng ta khi trưởng thành á, nó sẽ liên quan rất nhiều đến cái việc ba mẹ của mình ngày xưa có chống nắng tốt cho mình hay không khi mình còn là em bé các chị nha. Và đối với sản phẩm sân ra của Nu Skin á, thì từ 6 tháng tuổi trở lên là dùng được rồi. Và hai bé nhà Trang là chắc chắn là có dùng không ạ? Các chị nghĩ Trang có cho bé dùng không ạ? Chắc chắn là phải có, đúng không ạ? Nguyên nhân thứ hai là ô nhiễm môi trường.
ai một ngày các chị đi ra ngoài, điều đầu tiên các chị nghe được đó là gì ạ? Khói bụi. Và ô nhiễm môi trường ở đây gọi là ô nhiễm tiếng ồn, ô nhiễm nguồn nước, vân vân các chị ha. Rõ ràng một người ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ có cái môi trường sống không tốt bằng ở Đà Lạt, đúng không ạ? Không tốt bằng ở Nha Trang, vân vân. Rồi cái lối sống nè, nếu như chúng ta nghĩ rằng chỉ cần uống thực phẩm chức năng thôi, chỉ cần là sử dụng chăm sóc da của Nu Skin thôi là khỏe là đẹp, có cỡ nào đi chơi thâu đêm suốt sáng cũng không vấn đề gì. Điều này có không các anh chị? Không có điều thần kỳ ở đây, đúng không ạ? Tất cả đều phải là cái sự kiên nhẫn và một cái lối sống, thói quen sinh hoạt lành mạnh của chúng ta. Những cái tiện nghi trong cuộc sống hàng ngày, ví dụ như tivi, máy lạnh, thậm chí là cái máy chiếu, cái đèn này nè các anh chị, nó cũng phát ra những cái ion và những cái tia tử ngoại lên trên làn da của Trang và các anh chị ngay tại thời điểm này. Do đó chúng ta phải cân đối cái việc sử dụng để cho một cái cuộc sống nó tiện nghi nhưng mà vẫn bảo vệ sức khỏe và làn da của mình. Căng thẳng, mệt mỏi, bệnh di truyền, rối loạn nội tiết tố, ví dụ như trong quá trình thai kỳ chúng ta sẽ bị gì ạ? Bị nám, đúng không ạ? Bị rạn da, vân vân, hoặc là những cái căn bệnh do di truyền và những cái thói quen chăm sóc da không đúng cách cũng sẽ là cái nguyên nhân dẫn đến một cái làn da không còn đẹp. Vậy thì hồi nãy Trang có nói với các chị một làn da lão hóa là như thế nào. Vậy thì đôi khi chúng ta thường hay nhầm giữa làn da nhanh và một làn da lão hóa các chị, bởi vì da nhanh đơn giản là làn da đó nó bị nhăn thôi, đúng không ạ? Em bé nó có nhăn không các chị? Bản thân chúng ta bây giờ có nhăn không ạ? Ai cũng nhanh hết, nhưng mà một làn da lão hóa nó không chỉ đơn thuần ở nếp nhăn các chị ha. Ở trên làn da lão hóa thì cái nếp nhăn mỗi ngày nó trở nên sâu hơn, dày hơn, đặc hơn ở trên làn da của mình. Vậy thì cái nếp nhăn nó hình thành do đâu? Một làn da của mình đó các chị, như Trang nói là có 3 phần, giống như là một tòa nhà 3 tầng vậy đó. Tầng trên cùng là tầng biểu bì và các chị có thể nhìn thấy được bằng mắt thường cái lớp sừng nằm ở phía ngoài cùng. Tầng thứ hai các chị hãy tưởng tượng như Trang, đó là phần thân bì, là nơi các chị đang ngồi ở đây, đúng không ạ? Và tầng thứ ba là ở phía dưới. Thì tại cái phần thân bì này nè, có hai loại sợi là sợi collagen và sợi elastin. Collagen là những cây cột thẳng đứng như thế này, và elastin là những cái sợi dây thừng và có khả năng đàn hồi. Thì cái sợi elastin á, nó sẽ cột nhiều cây cột lại với nhau, nhiều cây thép lại với nhau để nó tạo ra những cái bó thép lớn và tạo ra một cái tấm lưới, thì nó mới nâng đỡ được cái trần nhà ở phía trên, đúng không ạ? Thì nó mới nâng đỡ cái phần biểu bì của làn da của các chị. Vậy thì nếu như làn da của chúng ta gãy đổ collagen và elastin rồi, giống như là cái bức tường này bây giờ nó gãy đổ, thì cái trần nhà chỗ này nó làm sao các chị? Nó sụp xuống, đúng không ạ? Thì làn da chúng ta xuất hiện nếp nhăn các chị ha. Đó, vậy thì cái nếp nhăn nó sẽ xuất hiện do cái mật độ collagen và elastin của chúng ta bị gãy đổ nhiều ở trong da của mình. Rồi thứ hai đó là độ săn chắc, là do độ đàn hồi của da suy giảm, do trương lực cơ của những nhóm cơ nó giảm nè, do lực hút trái đất và do quá trình lão hóa tự nhiên của chúng ta, cái da của mình nó chảy xuống, cái cơ của mình nó chảy xuống, đúng không ạ? Rồi thứ ba là màu da. Cái màu da của con người được quyết định bởi điều gì? Lý do tại sao Trang lại có da nâu trong khi các chị lại là da trắng, trong khi có những người lại là da vàng và có người là da đen, người châu Phi lại là da đen như vậy. Thì trong da của mình sẽ được sản sinh ra bốn cái loại hắc tố chính các chị, đó là màu hồng, màu nâu, màu cam và màu đen. Và tùy theo chủng tộc người hoặc là nhóm gen của gia đình của chúng ta thì nó sẽ trộn về một màu nào đó. Thì chắc chắn là người châu Phi nó sẽ trộn về màu nâu và màu đen nhiều hơn, đúng không ạ? Nhưng mà rõ ràng các chị thấy là người châu Phi có người thì nhìn vô chúng ta chỉ thấy mỗi cái hàm răng và đôi mắt thôi, không thấy được rõ cái đường nét như thế nào, đúng không các chị? Nhưng mà cũng có những người châu Phi các chị vẫn nhìn thấy được là mặc dù da của họ tối nhưng mà các chị có thấy được đường nét trên gương mặt họ ạ? Đó là do cái hắc tố trong da của chúng ta ha. Vậy một làn da đẹp phải là một làn da có cái đều màu ở trên toàn bộ cái cơ thể của mình. Rồi cấu trúc của da của mình, nếu như da của mình đang trên quá trình lão hóa hoặc là đã lão hóa rồi, cấu trúc da của chúng ta sẽ thay đổi. Bề mặt da không còn mịn màng như trước nữa. Cái này là do cái chu kỳ thay da của chúng ta không còn như trước đó các anh chị. Và các chị có thấy là ví dụ ở nhà của mình có ông hay bà 80 tuổi đó, thì chúng ta thấy ông bà đôi khi gãi ở trên tay thì nó tạo ra những cái đường trắng, và thậm chí là những cái tế bào sừng già chết đó các anh chị, nó sẽ bay lất phất ở trong không khí hết sức lãng mạn, đúng không ạ? Đó, thì cái điều đó là cho thấy rằng cái chu kỳ da nó không còn được như trước nữa. Trong khi bây giờ nếu ví dụ các chị bị mũi đốt đi, các chị gãi có bị vậy không ạ? Có bay lãng mạn không các chị? Không ha. Rồi cái vùng da mắt của chúng ta nè, khi chúng ta bắt đầu lão hóa, cái vùng da mắt của mình nó như thế nào? Cái vùng da mắt và vùng da môi của mình nó chỉ có độ dày là 0.3mm thôi. Và cái da mắt của mình nó hầu như nó không có tuyến nhờn các chị ha. Do đó cái vùng da mắt là bắt đầu từ cái hốc mắt ở phía dưới cho đến sát xương chân mày trên đây, các chị thấy nó chiếm hơn 1/3 cái gương mặt của mình, đúng không ạ? Do đó mắt của mình mệt mỏi cái là nhìn cái sắc khí của mình nó sao các chị? Nó xuống liền, đúng không ạ? Thì khi mà chúng ta bắt đầu lão hóa thì ở cái vùng mắt của chúng ta, nào là vọng mắt nè, nào là
quần thâm, nào là vết chân chim, vân vân và vân vân. Và cuối cùng đó là cái sự không đều màu do cái đốm sạm màu, hay còn gọi đơn giản là cái sạm nám ở trên da của chúng ta đó các anh chị. Thì nám nó có nhiều nguyên nhân, là tia tử ngoại nè, do hormone nè, và kể cả do lão hóa nữa. Vậy thì một làn da mà lão hóa là một làn da tổng hợp hết tất cả những vấn đề này, được không ạ? Còn một làn da nhanh, đơn giản là nó bị gì các chị? Nó bị nhanh các chị ha. Vậy thì các chị có mong muốn có sự tươi trẻ, có cơ thể săn chắc và có vẻ ngoài tự tin không ạ? Dạ. Có, nên ngày hôm nay mình mới ngồi đây đúng không ạ? Cho mình chạm vào tay được không các chị? Trang muốn giới thiệu đến các chị cái quy trình để cho một cái làn da như thế nào gọi là một quy trình chăm sóc da chuẩn các chị ha. Thì chúng ta sẽ có ban ngày và ban đêm. Đương nhiên ban ngày mình vừa mới ngủ dậy đúng không ạ, mình không có cần phải tẩy trang, nhưng mà ban đêm chúng ta đi về sau một ngày chắc chắn chúng ta sẽ phải tẩy trang các chị ha. Nhiều người hay nghĩ rằng là sử dụng 2-3 lần sữa rửa mặt hoặc là lấy khăn lau tới lau lui thì là tẩy trang rồi, không phải các anh chị. Tại vì để cho những cái sản phẩm trang điểm nó bám dính được trên da của mình á, nó phải có dầu. Trong khi đó những cái sản phẩm mà làm sạch bằng sữa rửa mặt hoặc là nước cân bằng á các anh chị, là làm sạch bằng cùng với gì ạ? Cùng với nước đúng không ạ? Dầu và nước không bao giờ hòa tan với nhau. Các chị có thể thấy rằng là cái màu ở trên làn da của mình, trên môi, trên mắt hoặc trên má của mình nó có thể bay đi, nhưng những cái cạnh trang điểm nó vẫn còn các chị ha. Do đó nếu như chúng ta có trang điểm, chắc chắn buổi tối về phải làm gì trước ạ? Phải tẩy trang trước. Vậy nếu như những anh nam giới không trang điểm thì có nên tẩy trang không ạ? Có, một tuần khoảng 1 đến 2 lần thôi nha các anh ha, thì chúng ta cũng nên tẩy trang. Đừng cười cho nó hiền mà. Rồi sau khi tẩy trang xong, buổi sáng hay buổi tối cũng như vậy, chúng ta luôn luôn phải sử dụng sữa rửa mặt và sau đó đến nước cân bằng, mình hay gọi là nước hoa hồng đó các anh chị. Thì sữa rửa mặt nó sẽ nhẹ nhàng làm sạch và lấy đi những cái cặn trang điểm ở trên làn da của chúng ta. Còn đối với nước cân bằng, nhiệm vụ đầu tiên đó là cân bằng lại cái độ pH ở trên da của các anh chị. Nhiệm vụ thứ hai đó là làm sạch sâu ở trong da của chúng ta. Và nhiệm vụ thứ ba là kiểm soát nhờn sâu trong da của các anh chị. Và nếu như chúng ta sử dụng nước cân bằng á, thì nó sẽ giúp cho những cái sản phẩm dưỡng về sau nó đi vào trong da của mình một cách nhẹ nhàng và tốt hơn, nó thẩm thấu tốt hơn các chị ha. Do đó nếu có sữa rửa mặt chắc chắn phải có nước cân bằng, không thể nào thiếu một trong hai, được không ạ? Đây là anh em sinh đôi nha các chị, mặc dù là cái nội dung nó khác nhau đó. Rồi sau khi sử dụng làm sạch bằng sữa rửa mặt và nước cân bằng thì ban ngày mình sẽ dưỡng ẩm ban ngày, rồi chống nắng, sau đó có thể là trang điểm rồi đi ra ngoài, được không ạ? Còn buổi tối là sau khi sử dụng sữa rửa mặt, nước cân bằng xong thì chúng ta đến với những cái bước dưỡng ẩm ban đêm. Đây là những cái bước chăm sóc da cơ bản nhất mà chúng ta cần phải nhớ để mà chăm sóc cho cái làn da của mình tốt các anh chị ha. Còn hàng tuần thì như thế nào? Hàng tuần các chị hãy thêm vào cho mình từ 2 đến 3 lần thôi, tùy theo sản phẩm. Ví dụ như là chúng ta có thể sử dụng là Galvanic Spa hoặc là những cái dạng mặt nạ chăm sóc da, thì các chị sẽ sử dụng các loại trang, ví dụ như là chúng ta sử dụng sữa rửa mặt, nước cân bằng xong, sau đó sử dụng Galvanic Spa, sau đó đến sản phẩm dưỡng, hoặc là chúng ta sử dụng sữa rửa mặt, nước cân bằng, sau đó đến mặt nạ chăm sóc da, rồi đến các sản phẩm dưỡng. Đây là cái quy trình chăm sóc theo tuần, đúng không ạ? Và những cái bước như là Galvanic Spa hay là mặt nạ chỉ là chăm sóc cộng thêm, và một tuần chúng ta chỉ làm là từ 2 đến 3 lần chứ không phải ngày nào cũng làm các chị ha. Cái gì mà nhiều quá nó cũng không hay, nhưng mà riêng đối với cái bạn dưỡng ẩm ban ngày và dưỡng ẩm ban đêm này nè các chị, nó giống như là cái bữa ăn hàng ngày cho làn da của chúng ta thì bắt buộc phải có, các anh chị đừng quên ha. Rồi bây giờ Trang sẽ đi vào những cái dòng sản phẩm hiện nay Nuskin đang cùng các anh chị kinh doanh. Đầu tiên đó là những cái dòng sản phẩm chăm sóc da cao cấp được ứng dụng công nghệ AgeLock. Đầu tiên Trang muốn giới thiệu đến các chị cái sản phẩm đình đám nổi trội và đang làm sóng làm gió của chúng ta, đúng không ạ? Là cái sản phẩm AgeLock Me, hệ thống chăm sóc da tùy chỉnh các chị ha. Và cái này chia sẻ riêng với các chị thôi, bạn của Trang á cũng làm trong ngành mỹ phẩm rất là nhiều. Và Trang nhận thấy rằng sau chia sẻ với các bạn và đi ra ngoài thị trường á, Trang nhận thấy rằng đây sẽ là cái xu hướng tiếp theo. Người ta sẽ tùy chỉnh theo mỗi cá nhân và theo mỗi làn da. Nhưng tới thời điểm này á, cái mà tùy chỉnh duy nhất Trang thấy được đó là khắc tên của khách hàng lên trên vỏ sản phẩm. Còn nội dung ở phía bên trong thì như thế nào ạ? Y như nhau, đúng không ạ? Vậy thì riêng đối với AgeLock Me là có 2.000 công thức, có nghĩa là cái vỏ sản phẩm nằm ở phía bên ngoài là cái thiết bị, đúng không ạ? Nhưng mà cái nội dung bên trong là có bao nhiêu bộ sản phẩm các anh chị? 2.000 bộ sản phẩm khác nhau cho mỗi vấn đề da khác nhau các chị ha. Vậy thì đối với AgeLock Me, nói đến AgeLock Me sẽ có 3 nền tảng ở trong đây. Đầu tiên đó là một thiết bị thông minh, thứ hai là 5 sản phẩm đặc trị, và thứ ba đó là một ứng dụng đánh giá da. Và bây giờ Trang sẽ nói về công nghệ của Nuskin này các chị. Thì đối với cái thiết bị thông minh như thế này, và tại sao Trang lại nói bạn này là
chuyên viên chăm sóc da cá nhân của các chị, bởi vì bạn thông minh lắm. Bạn thông minh ở chỗ như thế này. Đầu tiên đó là công nghệ thẩm thấu sóng tần. Nói đến AceLockMe, các chị chắc chắn là phải nhớ dùng trang về cái công nghệ này. Tại vì khi mà cái máy nó bắt đầu nó kêu gừ gừ á các chị, và nó bắt đầu nó trộn sản phẩm á, thì các chị đôi khi mình nghĩ đây chỉ là máy trộn kem thôi mà, kem trộn thôi đâu có gì đâu, đúng không ạ? Nhưng mà cái máy kem trộn này á các chị được đầu tư đến 30 triệu đô các chị, hay nó khác cái kem trộn bằng tay ở ngoài, đúng không ạ? Chắc chắn là phải khác rồi. Và khi nó trộn ra một cái dòng sản phẩm như vậy là nó sẽ trộn thành 40 lớp siêu mỏng ở mức độ micromet các anh chị ha. Và cái mức độ micromet siêu mỏng như vậy thì nó dễ dàng thẩm thấu qua lỗ chân lông của mình không ạ? Dễ dàng thẩm thấu qua lớp sừng không các anh chị? Cực kỳ dễ dàng thôi. Đó, điểm đầu tiên chúng ta phải nhớ về cái công nghệ của Nu Skin, và công nghệ này là chưa có bên nào làm được ha, cho tới thời điểm này. Rồi, cái thứ hai đó là cái lượng dùng cực kỳ chính xác. Ví dụ như một bộ sản phẩm 5-6 món gì đó, đôi khi là Trang mở ra, Trang nói giờ mình dùng một hạt đậu xanh được không ta? Anh Minh lại nói là mình dùng một hạt bắp được không ta? Có người lại nói dùng hạt đậu ngự được không? Đúng không ạ? Chúng ta rất là băn khoăn, không biết là nên lấy một cái hạt như nào. Thậm chí có người nói thôi dùng hạt mít đi cho nó tốt, đúng không ạ? Nhiều thì nó tốt. Không phải vậy các anh chị. Mà mỗi làn da sẽ cần một cái lượng sản phẩm vừa đủ. Vậy thì đối với cái AceLockMe này, bạn đó sẽ cho ra đúng cái lượng sản phẩm đủ dùng cho làn da của các chị ha. Sau này các chị trải nghiệm đi, nếu mà các chị không tin á, đặt hàng thử đi, đúng không ạ? Và về sẽ thấy của chị A cái lượng sản phẩm như đây, chị B lượng sản phẩm như kia, nó khác nhau hoàn toàn các chị. Và cái lượng sản phẩm này đủ dùng cho gương mặt và cổ, thậm chí là một phần ngực của chúng ta luôn. Các chị không cần phải quá lo lắng về cái vấn đề là dùng hạt nào nữa các chị ha. Rồi, bạn thông minh ở chỗ như này các chị, Trang không có gọi đây là thiết bị hay đây là một cái máy, Trang hay gọi là bạn ấy. Bởi vì khi mà Trang sử dụng á, Trang thấy là giống như là một cái người chăm sóc cho mình. Bởi vì bạn đó sẽ học cách Trang chăm sóc da. Ví dụ như sáng 6 giờ là Trang chăm sóc da, tối 6 giờ Trang chăm sóc da. Bạn đó học của mình trong vòng 2 đến 3 ngày. Sau đó đến cuối tuần, ví dụ như 7-8 giờ mà Trang chưa chăm sóc, vậy thì bạn đó sẽ làm gì ạ? Nhắc cho Trang các anh chị ha. Có ai mà đi kè kè theo các anh chị để nhắc không ạ? Và tất nhiên bạn ấy sẽ không nhắc theo kiểu đi hỏi lên là Trang ơi, Trang ơi, Trang ơi dùng đi. Không có như vậy. Bạn ấy nhìn rất là nhẹ nhàng tinh tế đúng không các chị? Bạn nhắn nhẹ nhàng lắm, chớp như vậy thôi. Rồi, bạn còn đếm cái số lần dùng ha, và báo cho chúng ta rằng cái lượng sản phẩm không còn nhiều, chuẩn bị đặt hàng đi để cho cái quy trình chăm sóc da của mình nó ổn định và rất là nhiều những cái lựa chọn phong phú. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nói chút xíu về sản phẩm đây ạ. Thì đối với AceLockMe á, các chị sẽ thấy là có 5 sản phẩm ở trong đó. Và 5 cái sản phẩm này chúng ta không thể nào mở nắp hộp ra các chị ha. Và nếu như các chị có cố gắng mà mở cái nắp hộp ra, các chị cũng chẳng thấy được cái gì. Tại vì bên trong nó cũng kín luôn, nó chỉ có một cái lỗ nhỏ xíu thôi đó. Vậy thì 5 cái sản phẩm này các chị sẽ thấy bao gồm là một dưỡng ẩm ban ngày, một dưỡng ẩm ban đêm và đến 3 tinh chất khác nhau. Và với những nhãn hàng bình thường á, các chị sẽ thấy chỉ có một tinh chất thôi. Ngay như trong bộ Transformation cũng chỉ có một tinh chất thôi. Và tinh chất sẽ luôn luôn là cái sản phẩm đắt tiền nhất đúng không ạ? Tại vì nó cực kỳ phù hợp với người Việt Nam của mình. Nó giúp cân bằng dầu và nước ở trong da, và nó là cái sản phẩm mà điều trị mạnh mẽ nhất trong da của mình. Thì đối với 5 cái hộp sản phẩm này, các chị sẽ thấy rằng cái bạn tinh chất màu tím á, bạn này sẽ tập trung điều trị vào vấn đề sạm nám và không đều màu da của mình. Mỗi bạn điều trị một vấn đề nha các chị ha. Và tinh chất màu xanh này sẽ điều trị về cái việc đó là bạn đó sẽ giữ, cố gắng lưu giữ càng lâu càng tốt cái lượng tế bào mầm ở trong da của các chị. Các chị có nhớ tế bào mầm không ạ? Cố gắng lưu trữ càng lâu càng tốt và bổ sung cái sức mạnh cho tế bào mầm, bởi đây chính là cái nguồn cơn của những cái làn da tiếp theo của các anh chị đó. Và cái bạn cuối cùng, bạn tinh chất màu xanh rêu như này, bạn này là hỗ trợ cho collagen và elastin. Vậy thì nói một cách khác, bạn đó là điều trị gì ạ? Nếp nhăn ở trên làn da của các anh chị ha. Và dưỡng ẩm ban ngày và dưỡng ẩm ban đêm. Dưỡng ẩm ban ngày thì luôn luôn có cái chỉ số chống nắng nha các anh chị. Tại Việt Nam chúng ta sẽ luôn có chỉ số chống nắng, tại vì của mình là nắng rất là nhiều. Và đối với cái ứng dụng đánh giá da, các chị nào là đã cài ứng dụng đánh giá da này về máy chưa ạ? Vâng, chắc chắn sử dụng AceLockMe thì phải có cái ứng dụng này. Tại vì các chị thấy rằng là thời tiết của chúng ta thay đổi nè, làn da của chúng ta thay đổi và sở thích của các chị có thay đổi không ạ? Có đúng không ạ? Vậy thì sau mỗi lần mà chúng ta sử dụng hết một bộ sản phẩm á, hoặc là tối đa từ 2 đến 3 bộ thôi, thì các chị hãy nên sử dụng cái ứng dụng đánh giá da này. Thì các chị sẽ thấy là cái mã chăm sóc da cá nhân của mỗi người nó sẽ mỗi khác nhau đúng không ạ? Tại vì Trang sống ở Sài Gòn nó sẽ khác với một bạn hậu sống ở ngoài Hà Nội. Cái làn da của Trang là phụ nữ ở trên 30 tuổi nó sẽ khác với làn da của bạn hậu là phụ nữ là 20 tuổi hơn đúng không ạ? Và ví dụ như bạn hậu, bạn ấy thích là cái sản phẩm dưỡng ẩm mạnh nhiều hơn, tại vì ngoài Bắc nó lạnh hơn đó các chị.
chị, trong khi Trang thấy là trong đây nóng và Trang da của Trang là da hỗn hợp, Trang chỉ muốn là sản phẩm dưỡng nhẹ gel hay dạng lỏng gì thôi, thì nhờ vào cái ứng dụng đánh giá da này chúng ta sẽ là người quyết định cho bộ sản phẩm của chúng ta. Vậy nãy giờ nói dông nói dài nói rất nhiều đúng không ạ? Vậy thì đối với Asoxmi, Trang chỉ cần các chị nhớ cho Trang là cái chữ là gì đây ạ? Tùy chỉnh cho mỗi cá nhân, cho từng vấn đề da, cho từng sở thích của mỗi người. Và chúng ta có bao nhiêu bộ chăm sóc da hả? 2000 bộ cái gì ha. Cái điểm thứ hai chúng ta cần nhớ đó là bao nhiêu lớp sản phẩm ạ? 40 lớp ở mức độ gì các chị? Micro nhé, siêu không ạ? Siêu đúng không ạ? Cho nó dàn vào tay các chị. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một bộ sản phẩm nữa là bộ sản phẩm Asoxmi Transformation. Vậy thì Asoxmi Transformation như hồi nãy Trang nói với các chị á, đây là bộ sản phẩm chuyên về tặc trị và ngăn ngừa lão hóa đúng không ạ? Vậy thì đối tượng nào sử dụng được, đó là những người đã bị lão hóa rồi và những người chưa bị lão hóa nhưng muốn là ổn định cái làn da của mình. Thì bộ sản phẩm này sẽ nhằm vào mục tiêu đó là điều trị những cái nguồn gốc của lão hóa, đó chính là cái biểu hiện gen của chúng ta. Trang sẽ không nói quá nhiều về công nghệ Asoxmi cũng như gen nữa, tại vì hồi nãy bạn Hằng có chia sẻ với các chị rồi đúng không ạ? Vậy thì với Asoxmi Transformation này sẽ tập trung vào 8 lợi ích nè các chị, 8 lợi ích trên làn da lão hóa. Vậy Trang chỉ muốn hỏi các chị, nếu làn da của các chị lão hóa, các chị sẽ muốn điều trị vấn đề gì ạ? Da săn chắc, rồi gì nữa ạ? Nhanh. Có nám không ạ? Lỗ chân lông to ạ? Rồi chảy xệ rất là nhiều đúng không ạ? Vậy thì 8 cái dấu hiệu đó là ở đây nè các chị. Đầu tiên bạn đó sẽ hỗ trợ cho cấu trúc da của mình trẻ trung hơn. Đó. Thứ hai đó là da mịn mượt hơn, có nghĩa là giúp ổn định lại cái chu kỳ thay da của các chị ổn định hơn ha. Thứ ba là da săn chắc, làm giảm sự xuất hiện của nếp nhăn, có nghĩa là bạn đó khôi phục lại cái gì ạ? Collagen và elastin ở trong làn da của các chị nè. Se khít lỗ chân lông, giúp da sáng và đều màu. Vậy thì những anh chị nào chúng ta đang quan tâm đến cái vấn đề mà sạm nám trên da các chị, đôi khi các chị sẽ nhớ đến một cái bộ sản phẩm ABC gì đó của Nu Skin đúng không ạ? Trang biết là các chị có nhớ đến bộ sản phẩm đó. Nhưng mà đối với cái sản phẩm này nè các chị, bởi vì cái việc sạm nám là một trong những cái điều của việc lão hóa đúng không ạ? Vậy thì sản phẩm này có chị được lão hóa chị được sạm nám không các chị? Có. Chắc chắn là có các chị ha. Và nếu như những anh chị nào đang bị sạm nám á, thì vào buổi tối sau khi sử dụng sữa rửa mặt rồi đến tinh chất rồi đến kem dưỡng ẩm ban đêm đúng không ạ, các chị sẽ lấy thêm một lượng tinh chất nhỏ này nữa và thoa lên cái vùng da sạm nám dùng Trang, nó sẽ đẩy nám của mình đi nhanh hơn các chị ha. Đó. Rồi tăng cường dưỡng ẩm và se khít lỗ chân lông, thì thành phần chủ yếu của bạn này đó là chiết xuất từ tre. Tre cũng có cái khả năng nâng cơ săn chắc và chống oxy hóa rất là cao, và chiết xuất từ hạt đậu, glucosamine và những cái thành phần acid hyaluronic là những cái thành phần cực kỳ tự nhiên trên cái làn da và cơ thể của mình. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với Asoxmi True Face Essence Ultra. Các chị sẽ thấy là cái công dụng của sản phẩm như thế nào á, Trang sẽ để chủ yếu ở trên cái tiêu đề của cái slide này luôn các chị ha. Thì đối với True Face Essence Ultra sẽ có nhiệm vụ chính đó là khôi phục lại elastin ở trong làn da của chúng ta. Vậy thì collagen là những cái sợi thẳng đứng đúng không ạ? Những cái cây cột, những cái sợi thép á. Elastin là gì các chị? Những cái sợi xoắn. Vậy thì bạn này sẽ tập trung chủ yếu xây dựng lại những cái sợi xoắn ở trong cái làn da của mình. Và thành phần chủ yếu của sản phẩm này chúng ta chắc chắn phải nhớ đến đó là Eucerin, một cái thành phần đã được đầu tư đến 19 triệu đô trong vòng 19 năm đó các chị ha, của một nhà sinh hóa học người Mỹ. Đó thì cô đã phát hiện ra cái thành phần này. Và cái thành phần này cho thấy rằng khi chúng ta sử dụng Eucerin trên làn da của chúng ta, nó sẽ kích thích nguyên bào sợi là mẹ để sản sinh ra collagen và elastin á, thì sẽ kích thích nguyên bào sợi sản sinh ra khá là nhiều elastin ở trong làn da của mình. Và mạng lưới những cái chất chống oxy hóa là các chị, nó sẽ chống oxy hóa cho làn da của chúng ta một cách mạnh mẽ nhất. Nó bảo vệ từ cái màng tế bào của chúng ta. Hồi nãy bạn Hằng có giới thiệu với các chị rồi đúng không ạ? Và nói về cái việc chống oxy hóa các chị, thì Trang có thể nói như này, ngay kể cả từ cái vỏ ngoài của sản phẩm á, sau khi các chị bóc sản phẩm xong, cái vỏ các chị để làm gì ạ? Vỏ thùng rác đúng không ạ? Nhưng mà một trong những cái thành phần tạo nên cái vỏ này đó là chiết xuất từ tảo biển sang các chị ha. Thì các chị thấy rằng là chống oxy hóa từ cái vỏ chống vô cái nội dung ở bên trong luôn đúng không ạ? Đây là những cái ưu điểm đặc biệt của sản phẩm mà chúng ta có thể ghi nhớ lại để mà sử dụng cho bản thân của mình. Rồi đối với True Face Line Corrector, hồi nãy thì True Face Essence Ultra là xây dựng lại cái mạng lưới những cái sợi xoắn ở trong da của mình. Còn True Face Line Corrector là xây dựng lại những cái gì ạ? Những cái sợi collagen, những cái cột ở trong làn da của chúng ta. Thì đối với sản phẩm này, các chị có thể là sử dụng bằng tay của chúng ta thông thường cũng được, hoặc là sử
dụng bằng máy Galvanic Spa các anh chị ha, cái đầu dẫn hình oval như thế này. Và với cái nghiên cứu của chúng ta thì cho thấy rằng nếu như chúng ta kết hợp sử dụng với máy các anh chị thì sau 8 tuần cho đến 12 tuần thì cái hiệu quả của sản phẩm sẽ được nâng cao lên gấp 3 lần các anh chị ha. Trong sản phẩm này thì không có công nghệ Aesop, nhưng bù lại nó sẽ có cái chuỗi acid amin pro collagen, và chính cái chuỗi này sẽ tạo ra những cái chuỗi peptide và nó gửi tín hiệu đến những cái loại gen chuyên sản xuất cái gì ạ? Collagen. Và sản phẩm này là sản phẩm dành riêng cho những cái nếp gì trên gương mặt của mình ạ? Nếp nhăn, chứ không phải là dành cho toàn bộ gương mặt ha. Rồi, chúng ta sẽ đến với sữa rửa mặt Facewash 180 độ. Thì đối với cái sữa rửa mặt này nó đặc biệt lắm các anh chị. Tại vì cái bạn này chúng ta không có tạo bọt giống như những cái bạn sữa rửa mặt bình thường các chị ha. Chúng ta sẽ làm ẩm gương mặt của mình, lấy sản phẩm ra đầu ngón tay và thoa trực tiếp lên trên làn da của mình. Lý do tại sao lại như vậy là bởi vì trong sản phẩm sẽ có cái thành phần vitamin C này các anh chị. Vitamin C nếu như nó gặp nước á thì nó sẽ bị khuếch tán rất là nhanh. Do đó cái cách sử dụng của chúng ta sẽ khác biệt một chút xíu. Và với cái sản phẩm này thì nói đến là các chị hãy nhớ dùng trang 10% vitamin C. Vitamin C sẽ khôi phục lại những cái nếp nhăn, làm tươi sáng, làm đều màu da và chống ngăn ngừa lão hóa cho làn da của mình, đúng không ạ? Chúng ta chỉ đi lướt hết sức là cơ bản về những cái dòng sản phẩm của mình các chị ha. Và trong sản phẩm thì ngoài vitamin C nguồn sinh học ra thì chúng ta sẽ còn có những cái thành phần như là dầu mè, dầu đậu nành, hoặc là chiết xuất từ hạt nho nè, chiết xuất từ nhân sâm, hoặc là lá gì đây ạ? Lá gì các chị? Bioginkgo là lá gì ạ? Bạch quả. À, lá bạch quả đó các chị. Là những cái khả năng chống oxy hóa rất là cao trên làn da của chúng ta. Sao ạ? Đông Á. À, không phải Đông Á các chị. Đây không phải hình của Đông Á, đây là lá bạch quả các chị ha. Các chị. Bà nói giỏi cho các chị nhìn hạn. Con nhím nó lớn hẳn rồi nghe. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với những cái dòng sản phẩm chăm sóc da cơ bản. Vậy thì hồi sáng Trang có nói với các chị, nếu như với những người nào chưa bao giờ sử dụng sản phẩm của Nu Skin hoặc chưa bao giờ chăm sóc cho cái làn da của mình, mặc dù những cái sản phẩm như là Aesop Me hay là Transformation rất là tuyệt vời đúng không ạ? Nhưng mà nếu như da đó yếu và da đó thuộc dạng mẫn cảm thì chúng ta hãy nên bắt đầu từ những cái bộ sản phẩm chăm sóc da cơ bản nhất. Và những cái bộ sản phẩm này giá thành nó cũng rất là phù hợp, bởi vì một bộ sẽ có đầy đủ mấy bước chăm sóc da các anh chị, 4 bước luôn các anh chị ha. Thì đối với bộ sản phẩm dành cho da thường và da khô, cái vấn đề mà người có làn da thường là da khô họ quan tâm á, đó là độ ẩm thôi các chị. Lúc nào họ cũng thấy da của họ căng khô, thiếu ẩm hết. Do đó bộ sản phẩm này sẽ là bộ sản phẩm kết hợp cái khả năng dưỡng ẩm và nuôi dưỡng làn da hết sức mạnh mẽ. Và thực ra mà nói thì trong bộ sản phẩm chỉ bao gồm 4 sản phẩm cơ bản thôi: sữa rửa mặt, nước cân bằng, dưỡng da chống nắng ban ngày và dưỡng da ban đêm. Nhưng ở đây Trang muốn giới thiệu luôn với các chị là chúng ta nên kết hợp với Cellcheck Ultra để là có một cái tinh chất dành cho một cái bộ cơ bản. Thì nói đến bộ sản phẩm cơ bản dành cho da thường, da khô, các chị chỉ cần nhớ dùng Trang, đó là nuôi dưỡng và cung cấp ẩm vượt trội cho làn da của mình, đúng không ạ? Và trong cái bộ sản phẩm cơ bản dòng Nutritional này, chúng ta sẽ cần nhớ một chút xíu dùng Trang ha. Đó là sản phẩm của chúng ta, cái tiêu chí của chúng ta là tất cả mọi thành phần đều tốt, không có thành phần xấu, đúng không ạ? Do đó trong sản phẩm của mình hoàn toàn không có chứa cồn hay là xà phòng và những cái chất có hại cho làn da của chúng ta các chị ha. Và đặc biệt là đối với cái sản phẩm dưỡng da chống nắng ban ngày có trong cái bộ dành cho da thường, da khô hay bộ dành cho da nhờn, da hỗn hợp đều giống như nhau, đó là sẽ có một cái thành phần, đó là thành phần gì mà có trong chai G3 các chị? Carotenoid, đúng không ạ? Thì từ trước đến giờ á, nhiều nhãn hàng và nhiều nhà khoa học họ biết rằng cái thành phần carotenoid là cái thành phần nó mang lại cái hiệu quả rất tốt cho làn da khi thoa trực tiếp ở trên làn da của mình. Đó là lý do vì sao các chị thấy có một số những cái bộ tộc người á, hoặc là một số những cái vùng miền họ hay sử dụng những cái loại trái cây nhiều màu sắc họ đưa lên trên gương mặt của họ, đúng không ạ? Nhưng mà các chị thấy cái chai nước gấp của mình á, nó màu gì ạ? Màu đỏ, đúng không ạ? Cái thành phần carotenoid này lúc nào nó cũng là ở những cái trạng thái màu hết sức sặc sỡ, ví dụ màu vàng, màu đỏ, màu cam, vân vân. Vậy thì các chị dám dưỡng da mà màu vàng lên mặt không ạ? Người ta tưởng mình là da đỏ, đúng không ạ? Vậy thì đối với sản phẩm của Nu Skin ha, thì một nhà khoa học nằm trong ban cố vấn khoa học của chúng ta, ông tên là Einstein Sheldon đó các chị, thì ông đã phát minh ra cái khả năng ức chế cái việc hình thành hắc tố melanin màu đỏ màu cam đó ở trên cái loài tảo muối và đưa vào trong sản phẩm của mình. Và đây là cái phát minh độc quyền của Nu Skin của chúng ta. Và đối với cái sản phẩm dành cho da nhờn, da hỗn hợp với các chị, thì ngoài cái việc cung cấp độ ẩm thì một vấn đề của người có làn da nhờn, da hỗn hợp họ quan tâm đó là độ gì ở trên da ạ?
bóng dầu ở trên da và lỗ chân lông to, đúng không các anh chị? Thì sản phẩm này nó sẽ kết hợp thêm một cái khả năng nữa, đó là kiểm soát nhờn ở trên da của chúng ta các anh chị ha. Ngay như từ cái nước cân bằng á, cái nước hoa hồng các anh chị nó thấy có hai tầng, một tầng màu trắng ở phía dưới đó là khoáng chất từ đất sét bentonite, nó sẽ hút nhờn dư thừa lên trên bề mặt da của chúng ta để ổn định lại cái khả năng tiết nhờn trên da của mình. Rồi từ nãy giờ Trang có giới thiệu với các chị là chúng ta nên kết hợp cái bộ cơ bản với Cellcheck Ultra, đúng không ạ? Để làm một cái tinh chất dành cho bộ cơ bản của mình. Thì Cellcheck Ultra đây là một trong những cái sản phẩm ưa thích của Trang này các chị. Và với cái sản phẩm này á, thì cái thành phần mà chúng ta nên nhớ đến đó là cái thành phần là trái gì đây ạ? Trái ô liu từ vùng Địa Trung Hải. Và các chị sẽ thấy rằng là hồi nãy Hằng có nói là chúng ta có quy trình 6S và cái S đầu tiên là chữ Selection, đúng không ạ? Đầu tiên hay thứ hai gì đó là selection, là cái sự lựa chọn. Các chị sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ lựa chọn rất nhiều những cái thành phần tại những nơi khác nhau ở trên thế giới, chứ không phải là lấy từ một cái nguồn duy nhất nào đó các chị ha. Tại vì ngoài cái vùng Địa Trung Hải này sẽ có những cái vùng khác họ có trồng cây ô liu, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta nhận thấy rằng tại vùng Địa Trung Hải sẽ cho ra những cái trái ô liu đạt chuẩn nhất theo chúng ta yêu cầu. Hoặc là như đối với cái chai nước gốc của Việt Nam á, chai nước gốc của chúng ta á, thì cái trái gốc là theo các chị là lấy từ đâu ạ? À? Từ Việt Nam của chúng ta đó các chị ha. Tại vì cái thổ nhưỡng ở chúng ta là phù hợp nhất để cho ra cái trái gốc tốt nhất. Thì đối với cái thành phần Cellcheck Ultra này, thành phần của cái sản phẩm Cellcheck Ultra này, các chị nhớ đến dầu ô liu dùng trang. Và dầu ô liu là một trong những cái sản phẩm mà nó giúp chống oxy hóa cực kỳ cao nha các chị ha. Đó. Và nói đến cái sản phẩm này thì hãy nhớ dùng trang đến cái màng tế bào da. Bởi vì khi mà những cái gốc oxy hóa tự do nó bám vào trên da của chúng ta, nó bám vào thì vỡ vụn ra và nó nhập vào phía bên trong cái tế bào da của mình, và sau đó làm hư hỏng cái tế bào da của mình luôn. Thì cái sản phẩm này mục đích chủ yếu là chăm sóc và nuôi dưỡng, quan trọng hơn nữa là bảo vệ cái màng tế bào da của chúng ta các chị ha. Rồi chúng ta sẽ có cái sản phẩm spa tại nhà. Ở đây thì Trang muốn giới thiệu đến các chị đó là Aesop Galvanic Spa. Thì Galvanic Spa đó các chị là được lấy từ tên của một nhà vật lý học người Ý, ông tên là Galvani. Và ông phát hiện ra rằng là nếu như chúng ta lợi dụng cái dòng điện galvanic, cái dòng điện tự thân này nè, thì sẽ giúp cho cái sản phẩm nó thẩm thấu vào sâu hơn so với những cái cách sử dụng thông thường là dùng cái ngón tay hoặc là cái bàn tay của chúng ta để thoa trên gương mặt. Và các chị có công nhận với Trang là con người của chúng ta có dòng điện không ạ? Đôi khi chúng ta nắm tay nhau, ví dụ một anh nắm tay một chị, các chị thấy sao ạ? Nó có điện đúng không ạ? Nó nhẹ nhẹ thôi các chị ha. Đó thì chúng ta sẽ nhờ vào cái dòng điện đó. Và đối với cái máy các chị thường hay gọi là máy mặt á, nhưng mà thực tế là nó chăm sóc cho toàn bộ cái gì ạ? Toàn bộ cơ thể của mình. Thì đối với cái máy này, nếu như mỗi lần các chị sử dụng xong thì nó sẽ tăng cường hiệu quả thẩm thấu và cái khả năng cũng như là cái chất lượng của cái thành phần Aesop vào trong da của chúng ta lên gấp 5 lần so với bình thường các chị ha. Và những cái con số mà NuSkin đưa ra không phải là Trang thích thì Trang nói con số đó các anh chị, chúng ta đều phải có bằng chứng và đều phải chứng minh được với nhà nước hoặc nhà nước bên Mỹ và nhà nước bên Việt Nam của mình đó các anh chị, thì chúng ta mới có thể nói được ha. Còn riêng đối với cái máy Galvanic Body Spa các anh chị, thì nó sẽ tăng cường cái khả năng hiệu quả lên gấp 10 lần. Các anh chị chỉ cần nhớ dùng Trang con số 5 và con số 10 thôi. Rồi, vậy thì đối với cái máy Galvanic Spa này, cái đầu dẫn đầu tiên các chị sẽ sử dụng với cái gel trắng và gel xanh. Cái gel này sẽ làm sạch và nuôi dưỡng cho làn da của mình. Và cái nguyên tắc hoạt động của hai cái máy này là các anh chị, đó là khi mà các anh chị sử dụng đầu dẫn nào ở chế độ số 1 chẳng hạn, thì lúc này đầu dẫn sẽ phát ra một cái điện tích nào đó, thì lúc đó cái gel mà các chị sử dụng chung á cũng sẽ có điện tích tương đồng. Thì bởi vì hai cái điện tích tương đồng như vậy, nó mới đẩy cái sản phẩm vào sâu trong da của chúng ta hơn các chị ha. Thì đối với cái gel trắng này, cái nhiệm vụ chủ yếu là làm sạch, và cái thành phần quan trọng nhất trong cái gel này đó chính là axit béo, và nó sẽ kết hợp một cách tự nhiên nhẹ nhàng ở trên da của mình. Đối với Galvanic Spa chúng ta không cần phải dùng bất cứ cái lực nào hết các anh chị, chỉ là nhẹ nhàng lướt ở trên làn da thôi, còn là tất cả những công việc khác để cho cái gì nó lo à, để cho cái máy nó lo các anh chị ha. Rồi với cái đầu dẫn thứ hai, cái đầu dẫn này các chị có thể sử dụng với cái sản phẩm Truvelin Corrector, là cái sản phẩm dành riêng cho những cái nếp nhăn vào vùng mắt của chúng ta. Nếu như chúng ta sử dụng bình thường bằng tay có hiệu quả không ạ? Chắc chắn có các chị. Nhưng mà sử dụng bằng máy thì cái hiệu quả nó lên gấp mấy lần ạ? Nó lên gấp 3 lần các chị ha. Nó lên gấp 3 lần. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ có cái đầu dẫn hình cái lược như thế này.
Câu dẫn này nhiều anh chị hay hỏi là có phải để chị hói hay không? Câu trả lời không phải các chị. Cái việc hói hay không nó liên quan rất nhiều đến cái nang tóc nằm sâu trong da đầu của mình, đúng không ạ? Vậy thì đầu dẫn này khi mà kết hợp với sản phẩm của chúng ta, nó sẽ giúp đẩy những cái khoáng chất như là kẽm, kali, magie, vân vân, để nó nuôi dưỡng những cái nang tóc và từ đó mới mọc ra những cái cọng tóc mới. Vậy thì nếu như trong da đầu của anh này mà nó không còn cái nang tóc nào nữa thì anh ấy chỉ có hướng đó là một là tóc giả hay là xăm tóc, theo tóc gì đó thôi, đúng không ạ? Đó, chúng ta phải xác định rõ ràng với khách hàng của mình các chị ha. Và cái đầu dẫn số 3 này là các chị, đầu dẫn lượng sóng, nó hoạt động tương đồng với máy nào ạ? Máy body, đúng không ạ? Vậy thì cái nhiệm vụ của cái máy này là gì? Đó là nhiệm vụ chính của cái máy này. Nhiệm vụ chính của cái máy này đó là làm giảm cái lượng mỡ dư thừa ở dưới da của chúng ta các chị. Khi mà chúng ta, ví dụ như chúng ta mọc lên quá nhanh nè, hoặc là phụ nữ sau thai kỳ, hoặc là do cái việc chúng ta lão hóa, thì những cái lượng mỡ dư thừa nó sẽ tích tụ dưới da của mình, đặc biệt là vùng nào ạ? Vùng bụng nè, vùng bắp tay, vùng đùi, vùng mông, đúng không ạ? Nó sẽ tích tụ rất là nhiều và nó tạo ra cái hiện tượng sần vỏ cam. Vậy thì cái bạn này bạn sẽ làm gì? Đó là bạn sẽ làm mềm và hóa lỏng những cái lượng mỡ dư thừa này để mang lại một cái làn da săn chắc và gọn gàng hơn cho các anh chị. Vậy thì cái lượng mỡ này nó đi về đâu? Một mặt nó sẽ được hóa lỏng và nó sẽ thẩm thấu ra ngoài bề mặt da ngay trong lúc chúng ta sử dụng các anh chị ha. Và một mặt còn lại thì nó sẽ được hóa lỏng và nó đi vào những cái đường dẫn lưu ở trong cơ thể của mình, và nó sẽ đào thải ra ngoài môi trường thông qua những cái đường khác, ví dụ như là mồ hôi hoặc là những cái đường khác của chúng ta đó. Thì bạn này, nhiệm vụ chính của bạn là như vậy, đúng không ạ? Các anh chị nắm được bạn này đúng không ạ? Rồi. Và kế bên bạn này thì các chị sẽ thấy sẽ còn có một cái sản phẩm là Dermatic Effect ở đây. Thì khi mà các chị sử dụng cái Galvanic Body Spa, chắc chắn chúng ta phải sử dụng với Body Shaping Gel, đúng không ạ? Còn với Dermatic Effect là các chị chỉ dùng bằng tay thôi các chị. Đây cũng có thể xem như là cái sữa dưỡng da hàng ngày cho mình cũng được các chị ha. Và nhiệm vụ chính của bạn đó sẽ là săn chắc cho cái làn da của mình, và chiết xuất chủ yếu là từ mật ong, hoa dâm bụt nha các chị. Những cái thành phần rất là tốt cho làn da của mình. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với những cái sản phẩm mặt nạ chăm sóc cho làn da của chúng ta. Vậy thì nếu như bây giờ Trang đưa ra 5 sản phẩm mặt nạ một lúc á, đôi khi các chị hơi bối rối đúng không ạ? Có chút bối rối thoáng qua tim em rồi, đại loại như vậy. Thì với 5 cái sản phẩm này thì các chị chỉ cần nhớ dùm Trang ha. Đối với mặt nạ cùng biển này thì đây là cái thành phần dưỡng chất rất là nhiều, 50 thành phần dưỡng chất tại cái vùng cửa sông băng Tây Bắc Thái Bình Dương. Và lý do tại sao chúng ta lại lấy từ tại cái vùng này mà không phải là lấy từ vùng khoáng Nha Trang hay là vùng ở cái Nhiêu Lộc của mình ta? Là sao vậy các chị? Là tại vì người ta nhận thấy rằng là thứ nhất, tại cái khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương á các chị, là cái lượng khoáng chất được chiết ra từ những cái loài vi sinh vật biển và những cái loài thực vật biển á, nó rất là dồi dào và nó được bồi đắp hàng ngày hàng giờ các chị ha. Và chúng ta chỉ lấy cái lượng bùn từ cái độ sâu 1 mét trở xuống thôi, chứ còn lượng bùn mới ở trên mình không có lấy. Và cái thứ hai là những cái vùng Tây Bắc Thái Bình Dương cực kỳ lạnh giá như vậy thì chắc chắn là cái mật độ dân số nó như nào các chị, nó rất là thấp. Và các chị có công nhận với Trang là con người đi đến đâu là ô nhiễm đến đó không ạ? Công nhận đúng không ạ? Thì cái vùng này chúng ta lựa chọn cái bùn khoáng ở đây thay vì là Nha Trang hay là ở ngoài kia của mình các chị ha. Rồi, sản phẩm thứ hai đó là Polishing Peel. Với sản phẩm này các chị chỉ cần nhớ dùm Trang, đó là nó sẽ làm sáng và đều màu da, tái tạo cho làn da của chúng ta và ngăn ngừa lão hóa. Sản phẩm thứ ba là mặt nạ tẩy tế bào chết. Làn da nào cần tẩy tế bào chết vậy các anh chị? Tất cả đúng không ạ? Và cái sản phẩm này là các chị sẽ thấy là nó được chiết xuất từ tảo biển hóa thạch ha. Khi mà các chị thoa ở trên làn da của mình á, nó sẽ có những cái hạt nhỏ nhỏ lăn tăn cực kỳ đều nhau, bởi vì nó được nén dưới một cái áp suất cực kỳ lớn các chị. Và nếu như các chị để ý á, trên thị trường có một số những nhãn hàng họ có mặt nạ là họ có tẩy tế bào chết, họ có sữa rửa mặt ở dạng hạt luôn, nhưng mà qua một thời gian kiểm định lại họ không được sản xuất nữa. Là bởi vì sao các anh chị? Bởi vì những cái hạt này họ có thể nói là than hoạt tính hay là cái gì đó, nhưng mà cuối cùng nó là hạt nhựa các anh chị. Và nhựa đưa lên trên gương mặt của mình có phù hợp không ạ? Không. Và khi nó rơi xuống nguồn nước, nó gây tắc nghẽn nguồn nước và nó làm gì các anh chị? Nó làm ô nhiễm cái môi trường về sau. Nhưng riêng với sản phẩm của Nuskin, các anh chị sẽ thấy cái tiêu chí for good của Nuskin á, không chỉ ở những cái bữa ăn dành cho trẻ em, không chỉ là trao cái cơ hội cho một cái cuộc sống tốt hơn, mà cái tiêu chí for good nó nằm ngay trong sản phẩm của chúng ta các anh chị. Lý do tại sao chúng ta lại lựa chọn những cái thành phần nhẹ nhàng và tự nhiên với làn da và với môi trường như vậy.
Rồi tiếp theo là cái sản phẩm Playback là mặt nạ đất sét bentonite và sét cao lanh, và đồng thời có dưỡng da trong đây luôn các anh chị. Và cái mặt nạ này là mặt nạ hút đi những cái nhờn dư thừa ha. Những anh chị nào là da nhờn, là da hỗn hợp kèm theo mụn cá, mụn đầu đen, lập tức nhớ dùng trang Playback được không ạ? Có thể là khi sử dụng nó hơi nóng nóng ở trên làn da của mình, đơn giản là nó đang kích thích cái lỗ chân lông của mình, đẩy những cái nhờn dư thừa ở trong lỗ chân lông của mình ra. Và cuối cùng đó là facelift, là mặt nạ săn chắc và nâng cơ, sẽ có chiết xuất chủ yếu là từ lòng trắng trứng gà nè, và chiết xuất từ hạt lúa mạch đó các anh chị, lúa mạch thủy phân của chúng ta. Rồi với những cái dòng sản phẩm chăm sóc cho cơ thể, vậy thì trên cơ thể của mình có phần nào, Nu Skin có sản phẩm tương ứng với phần đó đúng không ạ? Rồi phần tóc các anh chị ha, phần tóc chúng ta sẽ có dầu gội phục hồi Nutrio Shampoo. Dầu gội này các chị sẽ thấy dầu gội của Nu Skin sẽ không có cái lượng bọt và cái khả năng cái cảm giác mượt giống như những cái sản phẩm ở bên ngoài các anh chị nha. Đôi khi khách hàng sẽ có thể, và bản thân các anh chị sẽ có thể cảm thấy không thoải mái, tại sao gội mà nó cứ rít 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 và nó không có bọt đó các anh chị, bởi vì trong sản phẩm của chúng ta không có silicone các anh chị nha, không có silicone, và sản phẩm của chúng ta là thiên về sản phẩm dầu gội điều trị và cung cấp dưỡng chất, chứ không phải là dầu gội làm mượt để mà nó có những cái chất để nó bao cái sợi tóc ở phía bên ngoài và tạo cái cảm giác ẩm mượt tạm thời các anh chị ha, ẩm mượt và bồng bềnh tạm thời của mình. Thành phần chủ yếu của Nutrio Shampoo đó là chiết xuất từ tảo, từ cái vùng biển nước Pháp, và cái vùng biển này là các anh chị là không có cư dân sinh sống, và nó là một cái khu vực gọi là khu vực dự trữ sinh quyển đó các anh chị, đó là một cái vùng biển này. Rồi chúng ta sẽ có bộ sản phẩm chăm sóc tóc 7 ngày. Thì bộ sản phẩm này bao gồm là dầu gội, dầu xả và kem ủ. Các anh chị cứ thử sử dụng đi, Trang nói thiệt với các anh chị luôn đó, mình sử dụng trong vòng 7 ngày chúng ta sẽ thấy cái sự khác biệt các anh chị ha. Rồi đối với vùng răng, chúng ta sẽ có kem đánh răng trắng sáng đúng không ạ? Dòng AP24 thì chúng ta có rất là nhiều các anh chị, và sản phẩm này sẽ hỗ trợ giảm cái mùi hôi miệng của chúng ta, chứ không phải là đặc trị mùi hôi miệng nha các anh chị ha. Không có là không có là ngăn cản cái mùi hôi miệng được, tại vì đôi khi cái miệng của mình hôi là do cái mắc bao tử của chúng ta nó bị hở đúng không ạ, và cái kem đánh răng nó nằm ở trên chứ nó không thể nào nó đi xuống điều trị cái mắc bao tử của các anh chị được đúng không ạ. Do đó là nó sẽ hỗ trợ giảm cái mùi hôi miệng. Và đối với cái sản phẩm này á thì bản thân của Trang ở nhà Trang Châu xã Trang Dùng, và anh này thì nói chung là răng miệng của anh hơi đẹp chút xíu các anh chị, tại vì hồi nhỏ là uống kháng sinh rất là nhiều, thế nên là răng Trang nói là đẹp có mặt kép đó các anh chị ha. Đó thì sau khi mà sử dụng á, ngày xưa anh uống bia các anh chị là anh không bỏ đá vô được, tại vì nó bút nó ê răng, răng rất là xấu, nhưng mà bây giờ anh uống bia là bỏ đá vô được rồi các anh chị ha. Đây là cái trải nghiệm mà tại gia đình của Trang Trang nhận thấy được. Rồi đối với những cái vùng khó nói vậy thì chúng ta sẽ như thế nào, ví dụ như là cái vùng nách của mình ha, thì các anh chị sẽ thấy là chúng ta sẽ có lăn khử mùi Cyanronol. Và cái lăn khử mùi của chúng ta tại sao nó lại được cái sự yêu thích không chỉ của nhà phân phối, của khách hàng, đến nỗi nhân viên không đặt được như vậy, là bởi vì như này các anh chị, mình không chỉ đơn giản là khử mùi mà trong sản phẩm sẽ còn có những cái vitamin đó các anh chị, và nó sẽ làm sáng lại cái vùng da bị tổn thương. Thói quen của người Việt của mình á, một là nhổ, hai là cạo, ba là wax đúng không ạ, các anh chị công nhận với Trang không ạ? Và khi mà chúng ta tác động nhiều như vậy á thì cái vùng da mặt của mình nó có hàng rào dưỡng ẩm tự nhiên, thì cái vùng da nách nó cũng vậy thôi đúng không ạ? Đó thì nó sẽ bị phá vỡ cái hàng rào dưỡng ẩm tự nhiên, nó sẽ làm vỡ những cái mao mạch máu ở dưới da của mình, rồi nó làm cái lỗ chân lông của mình bị dịch ngược lên vân vân, thì lâu ngày nó sẽ dẫn đến những cái vết thâm nơi vùng nách các anh chị. Thì sản phẩm của chúng ta sẽ có những cái thành phần vitamin như vậy, nó hỗ trợ làm sáng cả cái vùng da nách của chúng ta nữa. Rồi, chúng ta cũng có kem chống nắng vừa trội Sunrise SPF 50 và PA 3+. Sản phẩm của chúng ta chống nắng các anh chị, thứ nhất là nó không có tan chảy ở trong nước các anh chị ha, nó có thể trôi tuột đi nếu như mà da của chúng ta đổ nhờn và mồ hôi nhiều, chứ không bao giờ tan chảy trong nước và nó không có dính chít. Nếu như các anh chị muốn thử á, các chị hãy chọn một người mẫu nào có làn da nâu giống như da Trang á, một bên các chị thoa sản phẩm của Nu Skin, một bên thoa sản phẩm chống nắng khác, thì các chị sẽ thấy là cái mức độ dàn trải nó sẽ khác nhau, bởi vì cái làn da nâu á nó giống như một tấm bảng đó các anh chị đó, với cái sản phẩm Nu Skin Trang lướt một cái là nó đi luôn các chị ha, chỉ cần thoa hai lần thôi nó dàn trải đều hết, nhưng với một số sản phẩm bạn thì Trang không có thấy điều này, mà nó sẽ để lại những cái vệt vệt ở trên da. Đây là cái trải nghiệm cá nhân của mình. Với cái sản phẩm chống nắng của Nu Skin thì chúng ta
có thể sử dụng được cho cả vùng cơ thể và kể cả vùng mặt của chúng ta. Và nó dịu nhẹ đến mức là trẻ em từ 6 tháng tuổi trở lên là sử dụng được rồi các chị ha. Và Trang nói với các chị á, cái việc chống nắng của chúng ta cứ 2 tiếng, 2 tiếng rưỡi chúng ta phải thoa lại một lần. Và những cái việc mà làm da của chúng ta lão hóa hay gặp vấn đề này vấn đề kia chủ yếu đến từ cái việc hồi nhỏ mình có được chống nắng nhiều, được chống nắng tốt hay không đó các anh chị. Do đó nếu ở nhà mình có em bé mình có thể sử dụng sản phẩm này cho em bé của mình. Và cuối cùng một cái sản phẩm sữa tắm Liquid Body 3. Liquid Body 3 các anh chị có nhớ hồi nãy Trang chia sẻ gì không ạ? Nó vừa làm sạch, nó vừa giữ ẩm và có hương gì ạ? Hương bưởi ha, đốt mỡ từ bên trong, đốt mỡ ở bên ngoài và khi tắm cũng đốt mỡ luôn và Galvanic Spa cũng là làm giảm mỡ luôn. Các chị thấy Nu Skin tuyệt vời không ạ? Vâng. Vậy thì đây là cái nội dung cuối cùng mà Trang muốn chia sẻ đến các chị ngày hôm nay. Trang hy vọng là qua cái buổi chia sẻ của Trang và Hằng thì các chị đã phần nào có một cái nhìn rất là tổng quan về những cái dòng hàng mà Nu Skin Việt Nam đang có. Nếu như các chị muốn tìm hiểu thêm về những cái thông tin chuyên sâu hơn thì các chị có thể liên hệ phòng đào tạo hoặc là đội nhóm của mình hoặc là gửi email cho Trang và Hằng hoặc là lên trang web của Nu Skin được không ạ? Rồi cảm ơn các chị đã lắng nghe. Xin chào.